tuyệt vời, đã giúp cho Lan, đã giúp cho rất là nhiều hàng chục nghìn anh chị cô chú thay đổi. Và trước khi bắt đầu vào buổi hôm nay thì cả nhà ơi, chúng ta hãy cùng Lan đưa bản thân của mình về một cái trạng thái năng lượng cao nhất của tình vũ trụ, đó chính là tình yêu thương và lòng biết ơn, đúng ạ. Anh chị có thể là công lanh đặt tay lên trái tim của mình và chúng ta hãy gửi lời cảm ơn đầu tiên, đó chính là bản thân của mình, một người rất là tuyệt vời, đã liên tục phát triển, hành động, cố gắng mỗi ngày để mà chúng ta có thể là chạm tới ước mơ của mình. Biết ơn gia đình của mình là một nguồn động lực cực kỳ lớn lao để mà chúng ta có thể thành công hơn mỗi ngày. Biết ơn Chủ tịch Trịnh Huy, doanh nhân Nguyễn Diệm, doanh nhân Trần Vy, cùng với tất cả các doanh nhân trong câu lạc bộ Chạm Tay Hảo Vang, và đặc biệt các anh chị nhóm trưởng đã hỗ trợ để mà chúng ta có thể là biết tới môi trường tuyệt vời này. Biết ơn ban tổ chức đã phụng sự để mà giúp chúng ta có thể là có mặt trong ngày hôm nay. Cảm ơn rất là nhiều ạ. Dạ, rất là tuyệt vời. Và trước khi bắt đầu vào buổi dung ngày hôm nay thì Lan cũng xin thông qua một số nội quy của câu lạc bộ. Thứ nhất, đó chính là câu lạc bộ Chạm Tay Hảo Vang không tuyên truyền bất kỳ một tôn giáo hay là đạo giáo nào cả. Và câu lạc bộ Chạm Tay Hảo Vang cũng không kinh doanh hay là buôn bán bất kỳ một sản phẩm hay là dịch vụ gì cho anh chị. Và câu lạc bộ Chạm Tay Hảo Vang cũng không thuộc bất kỳ một đoàn thể hay là tổ chức nào cả. Và câu lạc bộ Chạm Tay Hảo Vang chỉ đơn thuần là một môi trường chia sẻ cho chúng ta những tư duy, những kiến thức của người thành công, đồng thời giúp cho anh chị có thể ứng dụng được sức mạnh tiềm thức, ứng dụng được luật hấp dẫn để chúng ta có thể đạt được cái mục tiêu về tài chính, về sức khỏe, về mối quan hệ một cách nhanh nhất, ngắn nhất và dễ dàng nhất. Cho nên là khi chúng ta tham gia buổi dung này thì anh chị vui lòng mình bật camera lên và mình cũng không comment lên đây những cái lời nói khiếm nhã, những cái đường link hay là số điện thoại, tại vì đây là link dùng của cộng đồng, cho nên là chúng ta hãy bảo vệ thông tin của mình và đồng thời thì chúng ta cũng sẽ tôn trọng cộng đồng, được không ạ? Bao nhiêu anh chị đồng ý với nội quy của câu lạc bộ thì anh chị có thể comment là tôi đồng ý nội quy của câu lạc bộ, được không ạ? Và đấy thì chúng ta có rất là nhiều dung động anh chị, chúng ta sẽ có hơn 2.000 anh chị trong một dung ngày hôm nay, nên là Lan muốn là thấy tất cả các cái comment đồng ý của anh chị, đúng ạ. Còn nếu như mà anh chị nào không đồng ý thì cũng không sao, Lan xin phép được gặp cả anh chị vào những buổi dung tiếp theo của câu lạc bộ, đúng ạ. Dạ rồi, rất là tuyệt vời, cảm ơn anh chị rất là nhiều. Vậy thì bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu vào buổi dung ngày hôm nay nhé. Và cả nhà ơi, cho Lan xin hỏi là trong buổi dung ngày hôm nay có bao nhiêu anh chị mình mong muốn có một sức khỏe vô cùng tròn vẹn, một cơ thể tràn đầy năng lượng, một bộ óc thiên tài, một trí tuệ vô cùng minh mẫn, thì mình có thể comment tôi, được không ạ? Bao nhiêu anh chị mình mong muốn có một cuộc sống thành công về tài chính, thành công về sức khỏe, thành công về mối quan hệ, thì mình có thể comment tôi là người thành công, được không ạ? Và bao nhiêu anh chị mình sẵn sàng hành động để có thể biến điều này trở thành sự thật, có thể comment tôi sẵn sàng, được không ạ? Dạ, rất là tuyệt vời, và Lan xin chào mừng tất cả các anh chị tới với cái buổi dung ngày hôm nay. Và hôm nay thì chúng ta sẽ được học một cái chủ đề rất là tuyệt vời. Không biết là các anh chị mình đã biết cái chủ đề ngày hôm nay mình được học chưa ạ? Anh chị nào mình đã nắm rất là rõ có thể comment giúp Lan đứng hả? Dạ, hôm nay thì chúng ta sẽ được học cái chủ đề, đó chính là cách hòa hợp mối quan hệ bằng sức mạnh tiềm thức. Cho Lan hỏi là ở đây có bao nhiêu anh chị mình đang rất là mong muốn có được những cái mối quan hệ hòa hợp, hạnh phúc, yêu thương, gắn kết, hoặc là chúng ta đã hòa hợp rồi, bây giờ mình mong muốn là mình sẽ hòa hợp hơn nữa, mình sẽ có những đối tác, có những khách hàng, hay là mình sẽ có một gia đình hạnh phúc hơn nữa, tuyệt vời hơn nữa, thì mình có thể comment tôi đứng ạ. Dạ thì trong buổi dung ngày hôm nay cũng có là một số anh chị rất là mới, đúng không? Thì Lan cũng xin phép dành ra một phút để có thể là chia sẻ về bản thân mình một xíu. Thì ngày hôm nay là chủ đề về mối quan hệ, thì Lan cũng xin ăn mừng về cái mối quan hệ của Lan ạ. Thì ngay trước các anh chị Lan bước vào câu lạc bộ thì lúc đó Lan cũng là một mẹ bỉm sữa, và anh chị biết đó là một mẹ bỉm sữa thì xuống này là mình chị nghĩ rằng là mình có cái tư duy là mình hy sinh cho chồng, mình hy sinh cho con, và mình nghĩ như vậy là cao thượng, mình nghĩ như vậy là mình rất là tuyệt vời. Nhưng mà sau đó thì cuối cùng là mình không có nhận lại được cái gì, và chính vì điều đó thì mình cũng sinh ra những cái cảm xúc là chưa được tích cực, và từ đó thì gia đình của Lan không hạnh phúc anh chị, Lan và chồng Lan không có cái sự kết nối, và thậm chí là anh chị biết là Lan nói chuyện với chồng là chỉ cần là một vài câu thôi là hết biết nói gì. Yes, Lan không có hiểu vì sao là như vậy. Lan thấy là vợ chồng người ta khi mà nói chuyện là nói chuyện thậm chí có vài tiếng đồng hồ cũng hết. Sao vợ chồng mình nói chuyện có một hai câu là không biết nói gì.
Rồi thì sau đó là càng ngày mối quan hệ càng nhợt nhạt, và Lan mà thấy rằng là Lan lúc này Lan cũng chỉ tập trung vào bên ngoài là Lan cách chồng của Lan, nghĩa sao mà lúc mà mới cưới thì rất là yêu thương đúng không ạ, gọi là mình là giống như là cả thế giới của chồng mình, nhưng bắt đầu khi mà có con về thì sau đó thì lại thay đổi. Không biết là có anh chị nào có suy nghĩ như vậy không ạ? Lúc đó mình chỉ tập trung vào là những cái điều chưa tích cực của chồng thôi, và anh chị hiểu về tiềm thức rồi đúng không ạ? Khi mà mình gieo cái gì vào bên trong tiềm thức của chồng mình đó, thì một thời gian chồng mình cũng sẽ trở thành như vậy. Và bắt đầu vợ chồng của Lan càng có khoảng cách hơn anh chị, và cảm thấy là không có sự gắn kết. Và khi mà anh chị biết mối quan hệ như vậy, thì khi lúc mà Lan học vào câu lạc bộ đó và Lan càng dành nhiều thời gian để mà học tập hơn, thì cái mối quan hệ là cái là càng căng thẳng hơn anh chị. Và lúc đó thì có những lúc là chồng Lan là vào trong Sài Gòn, là Lan là đang ở Đà Nẵng, là chồng vào Sài Gòn là 3 tháng liền anh chị á, và một mình Lan nó là vừa ở nhà là chăm ba bé, và vừa lúc đó là Lan đi bán rau chè ở chợ và vừa học tập công câu lạc bộ anh chị. Thì chồng Lan lúc đó là cũng có cái mối quan hệ chưa được hòa hợp với Lan nên là vào Sài Gòn ở 3 tháng anh chị. Thì lúc đó là Lan cũng cảm thấy không có được vui, nhưng mà bắt đầu khi mà Lan được tham gia cái nhóm rèn luyện tâm thần trị và Lan được học cái công thức 6 ngôn ngữ yêu thương, và Lan học được cái công thức mối quan hệ hòa hợp của doanh nhân Võ Anh, của doanh nhân Nguyễn Diệm, của các doanh nhân trong câu lạc bộ Tràm Tay Hoa Vàng, thì bắt đầu Lan lại tập trung vào chính mình và Lan thay đổi mình trước tiên anh chị. Lan đã không còn tập trung vào trách móc chồng mình nữa, và Lan học cái cách đó là yêu thương bản thân của mình. Lan tập trung vào yêu thương bản thân của mình nhiều hơn, và sau đó thì Lan đã ứng dụng cái công thức câu lạc bộ và Lan học cái cách để mà hòa hợp với chính mình đầu tiên. Tại vì ngày hôm nay cho Lan hỏi trong nội dung ngày hôm nay, anh chị mình mong muốn là mình kết nối hòa hợp với chồng, hay là với vợ, hay là với con cái, hay là với đồng nghiệp, hay là với khách hàng, hay là với cấp trên, hay là với cấp dưới, hay là với đối tác, anh chị có thể comment giúp Lan được ạ. Các anh chị hiện tại mình đang mong muốn là kết nối mối quan hệ hòa hợp với người nào nhất ạ? Dạ có chị là với con, có chị là với chồng, có anh là với vợ, có chị là với chính mình, có chị là có tất cả đúng không ạ? Dạ rất là tuyệt vời. Vậy thì khi mà chúng ta hiểu được cái quy luật trong nói anh chị, khi mà mình đang không hòa hợp với bất kỳ một người nào đó là tại vì mình đang không hòa hợp với chính mình. Và lúc đó thì khi vào câu lạc bộ, Lan đã học cái cách hòa hợp với chính mình. Nên là đầu tiên anh chị có thể comment giúp Lan bước số 1, mình phải học cái cách hòa hợp với chính mình. Lúc đó Lan vào câu lạc bộ và học cái cách hòa hợp với chính mình bằng cách nào ạ? Bằng cái cách đó chính là đầu tiên anh chị hãy luôn nói những cái lời yêu thương và khen ngợi bản thân của mình đúng không ạ? Có bao nhiêu anh chị ở đấy mà từ trước giờ là chưa biết khen bản thân của mình là gì không ạ? Dạ Lan cũng vậy anh chị, chế trách thì rất là nhiều, trách móc thì rất là nhiều, nhưng mà chưa bao giờ biết khen bản thân của mình, chưa bao giờ biết tán thưởng và bật chính mình anh chị. Và vì như vậy thì sao, mình không biết cái cách mà yêu thương bản thân mình đúng cách, thì sau đó là mình cũng không có thể nào mà yêu thương người khác đúng cách được ạ. Và bắt đầu Lan đã vào câu lạc bộ và Lan học cái công thức yêu thương mình. Yêu thương không chỉ là qua lời nói anh chị, mà yêu thương kể cả hành động. Mình cho bản thân mình cái công thức ăn đúng, uống đủ, vận động hợp lý, cho mình được thể thao, và từ đó mình cảm thấy là sao, mình khỏe mạnh hơn, mình tràn đầy năng lượng hơn, và mình xinh đẹp hơn, thì bắt đầu mình cảm thấy là mình hòa hợp với chính mình hơn, mình yêu bản thân của mình hơn. Thậm chí là kể cả những cái mà mình cảm thấy là chưa có được hoàn hảo trên bản thân của mình, trên cơ thể của mình, nhưng mình nhìn vào đó mình vẫn có thể nói lời biết ơn, mình vẫn có thể nói lời yêu thương, mình vẫn cảm thấy là mình đẹp, thì lúc đó là mình đã hòa hợp với chính mình rồi đó anh chị. Và nhờ ứng dụng cái công thức này thì đầu tiên Lan đã có thể là hòa hợp với chính mình anh chị. Từ một mẹ bỉm sữa bắt đầu thì Lan cũng đã có thể là có được cái công thức để mình có thể là có được một cái body xinh đẹp hơn. Và bắt đầu khi mà Lan hòa hợp với được chính mình thì Lan cũng đã hòa hợp được với gia đình của mình, với chồng và các con của mình anh chị. Ngay trước thì chồng của Lan không có đồng ý cho Lan học, nhưng mà bây giờ rất là tuyệt vời anh chị, Lan không có nói gì cả, nhưng mà từ đồng xây cho Lan cái căn phòng riêng để mà Lan có thể học tập công câu lạc bộ, anh chị thấy tuyệt vời ạ. Và sau đó thì Lan cũng đã có thể là hòa hợp mối quan hệ với
những nhà lãnh đạo của mình, những người thầy của mình Lan là có mối quan hệ chất lượng với những người thầy của mình rất là tuyệt vời anh chị. Và sau đó thì sao ạ? Lan đã học cái cách để mà có thể hòa hợp được với đối nhóm, với đối tác, với khách hàng của mình. Và nhờ học được cái công thức đó thì không những là mối quan hệ hòa hợp mà cũng đã giúp cho Lan có thể phát triển công việc và giúp cho Lan có thể là gia tăng được cái tài chính của mình khi mà mình có thể là có được nhiều đối tác hơn, có nhiều khách hàng hơn đồng hành cùng mình. À, đây là các anh chị đồ nhóm của Lan đó anh chị. Và không những là mình hòa hợp với đồ nhóm của mình anh chị, Lan cũng học được cái công thức để có thể hòa hợp với những anh chị gọi là những người đồng đội của mình anh chị, mặc dù họ không phải là đồ nhóm của mình nhưng mà các anh chị rất là yêu thương, xem nhau như là đồng đội của nhau anh chị, rất là yêu thương, rất là hòa hợp, rất là đoàn kết. Đây là cái buổi mà cũng ngày mới hôm trước thôi, Lan cùng với các doanh nhân trong câu lạc bộ anh chị có cái buổi gặp gỡ công doanh nhân chân ví rất là tuyệt vời. Và sau khi mà Lan ứng dụng được cái công thức đó thì Lan cảm thấy là cái cuộc sống của mình nhẹ nhàng hơn rất là nhiều. Ngày trước thì Lan không có dám nói chuyện với người lạ, có anh chị nào như vậy ạ. Khi mà gặp một người lạ nào đó anh chị thì Lan không có dám gọi điện lên hoặc là mình có thể là hẹn cà phê để nói chuyện. Lan chỉ nhắn tin thôi anh chị, thậm chí là ngày trước Lan cũng từng kinh doanh anh chị. Và nếu như mà có đối tác nào đó hẹn Lan đi cà phê thì Lan sẽ nói là sao ạ? Không, Lan không đi cà phê đâu. Lan là có con nhỏ nên là Lan chỉ ở nhà là nhắn tin được thôi. Lan cũng gọi điện được đâu. Nhưng mà không có phải là không đi được anh chị mà là vì sao? Mình không có biết cách nói chuyện. Và mình khi mà mình phát ngôn ra hoặc là mình nói một vài câu á, thì người khác lại không có hiểu được cái ý của mình mà họ lại hiểu qua cái ý khác. Và từ đó thì sinh ra cái sự mâu thuẫn. Và mình không có gắn kết được đồ nhóm, không gắn kết được khách hàng. Cho nên là trong cái thời gian trước kia anh chị, Lan cũng từng có đồ nhóm, Lan cũng từng hệ thống, Lan cũng từng kinh doanh online nhưng mà Lan không biết cái cách kết nối mối quan hệ giữa mình và đồ nhóm. Thì sau đó là sao ạ? Cái đồ nhóm của Lan cũng đã không có thể phát triển được nữa. Dạ, nhưng mà rất là tuyệt vời. Anh nhờ ứng dụng những cái bí quyết của câu lạc bộ mà ngày hôm nay Lan cũng xin phép chia sẻ với anh chị thì Lan đã có thể là hòa hợp với chính mình, hòa hợp với những cái mối quan hệ xung quanh của mình. Nhờ đó thì cuộc sống của mình là liên tục phát triển và có được những cái bước tiến rất là nhảy vọt trong cái công việc, trong cái sự nghiệp của mình anh chị. Thì đầu tiên anh chị, để mà có thể là hòa hợp với chính mình đúng không anh chị, thì chúng ta đã được học một cái điều rất là tuyệt vời. Đó chính là nếu như mà mình không muốn bị người khác phán xét thì đầu tiên thì sao ạ? Mình không có được phán xét người khác. Đúng ạ, có nghĩa là không phán xét người khác ở đấy là không phán xét kể cả chính mình anh chị. Có anh chị nào mà thường hay trách móc hay là phán xét bản thân không ạ? Cảm thấy mình không có đủ giỏi. Yes. Hay là mình chỉ cần làm sai một cái gì đó thì mình rất là dễ nói những cái lời không có tích cực với bản thân của mình. Nên là bắt đầu khi mà Lan tốt nghiệp bài học này anh chị, Lan đã bắt đầu sao khen ngợi bản thân của mình nhiều hơn, cổ vũ bản thân của mình nhiều hơn. Và nếu như mà mình chưa làm được với bản thân của mình anh chị, mình sẽ chưa dễ làm được với người khác. Và khi mà mình phản xét bản thân của mình thì mình cũng rất là dễ dùng những cái lời đó để mình nói với người khác. Và chính xác là như vậy anh chị. Khi mà Lan tập trung vào những cái điều đó thì Lan thấy cái cách mà Lan đối xử với đội nhóm hay là khách hàng với những người xung quanh đó là cũng y chang như vậy. Lan thường tập trung vào những cái điểm không tốt của người ta và mình nói những cái lời phàn nàn anh chị. Nhưng mà sau khi bắt đầu Lan biết khen bản thân của mình, việc yêu thương chúc phúc cho bản thân của mình thì mình cũng bắt đầu biết cái cách đó để mà có thể là đối xử với mọi người nhiều hơn. Đúng ạ. Nên đó là cái đầu tiên anh chị. Và cái thứ hai anh chị là mình phải có được cái hạnh phúc từ thân anh chị. Hạnh phúc từ thân là sao ạ? Có nghĩa là từ bản thân của mình phải cảm thấy hạnh phúc. Mình không có bị tác động ở bên ngoài nữa anh chị. Không phải là mình nói rằng đó là ví dụ Dũng ngày xưa anh từng nói là phải chồng tôi là phải tặng quà cho tôi hay là chồng tôi phải nói những cái lời ngọt ngào với tôi. Yes. Hoặc là một cái người nào đó là họ phải bắt chuyện với tôi trước tiên. Một cái người nào đó họ phải nghe khen ngợi tôi thì tôi mới hạnh phúc, đúng ạ. Và cái lúc này là theo anh chị, nếu như mình có cái suy nghĩ đó mình hạnh phúc được không ạ? Tại vì chắc chắn rồi, kể cả những bậc thánh nhân đúng không anh chị, thì họ là một người rất là tuyệt vời nhưng mà vẫn đâu đó có những người không thích họ. Thì làm sao một người trần như mình mà tất cả mọi người ở bên ngoài đều mà yêu thương mình, đều thích mình, thì hình như là chuyện bất khả thi. Anh chị có đồng ý với Lánh ạ?
Và nếu như mình có cái suy nghĩ rằng là tất cả mọi người ở bên ngoài họ phải yêu thương mình, họ phải đối xử tốt với mình, lúc đó mình mới hạnh phúc thì mình sẽ không có hạnh phúc được. Nên mình phải có được cái sự hạnh phúc tự thân, nghĩa là mình phải tự làm vui được mình anh chị, mình phải tự làm hạnh phúc được mình, chứ lúc này mình không có bị vướng bận ở bên ngoài nữa. Nên là vì sao là sẽ có nhiều chị cũng chia sẻ với Lan đúng không ạ? Có nghĩa là lúc mà chị học thì chồng chị không có đồng ý cho chị học, đúng không anh chị? Và mình cảm thấy là cái điều này làm ngăn cản cái hành động của mình, và lúc đó thì mình không có học nữa, tại vì lúc này mình vẫn tập trung ở bên ngoài, là mình đang nói gì do chung hoặc là do một cái điều kiện nào đó cho nên là mình không có làm được. Thì lúc này mình vẫn chưa có tìm được cái sự hạnh phúc tự thân cho mình. Và anh chị có đồng ý với Lan đó là khi mà một người nào đó mà họ nói rằng là họ không có tin tưởng vào bản thân của mình, họ không tin rằng là mình học một cái kiến thức nào đó mà có thể thành công, mà mình bị tác động anh chị, có nghĩa là lúc đó mình đang chưa tin vào chính mình mà thôi, nên là mình mới thấy cái điều đó ở bên ngoài anh chị. Còn nếu trường hợp đó, mà anh chị cực kỳ tin vào bản thân của mình và một cái người nào đó tác động ở bên ngoài đúng không ạ, nhưng mà anh chị sẽ không có bị cái lời nói của họ làm ảnh hưởng mình, và thậm chí anh chị cũng rất là bao dung bởi những cái lời nói đó, tại vì anh chị đang cực kỳ tin tưởng vào chính mình. Nên là cái việc của mình đó chính là làm chủ tâm trí của mình anh chị, hạnh phúc là của mình, thành công là do mình, nên là việc của chúng ta là thực tập yêu thương bản thân của mình đúng ạ. Bằng cách là sao ạ? Cho Lan hỏi ở đấy bao nhiêu anh chị mình đã thực hành cái thói quen đó là mỗi sáng mở mắt ra là mình khen mình ạ, mình ôm cơ thể của mình ạ, mình nói lời yêu thương về chính mình ạ. Có anh chị nào mình luôn thực hành điều này có thể comment tôi giúp Lan được ạ. Có anh chị nào biết rồi nhưng mà vẫn chưa thực hành không ạ? Có anh chị nào biết rồi vẫn chưa thực hành có thể comment số chị giúp Lan được ạ. Mình nói là trời ngại quá, nghĩ sao mà ôm mình rồi khen mình ngại, rồi cảm thấy là không có cảm xúc. Mình có suy nghĩ đó ạ. Tuyệt vời quá, như ở đấy là anh chị nào cũng rất là tuyệt vời luôn, đang thực hành rất là đều đặn đúng ạ. Nếu như mà mình cảm thấy mình khen mình nói lời yêu thương với mình mà mình chưa có cảm xúc anh chị, vậy thì mình hãy suy nghĩ lại đúng không anh chị, có nghĩa là cắm suốt một cái đêm dài mà anh chị nằm ngủ như vậy đó, anh chị có một cái giấc ngủ rất là ngon, và thậm chí là có những anh chị là trước 8 giờ là cái giờ mà tế bào cơ thể của mình làm việc rồi, nhưng mà lúc đó anh chị còn ăn rất là nhiều thức ăn đúng không ạ, thì cái lúc anh chị ngủ là cơ thể của mình nó đâu được nghỉ ngơi đâu anh chị. Cái gọi là bao tử của mình rồi tất cả những cái tế bào bên trong cơ thể của mình phải làm việc để mà tiêu hóa thức ăn cho mình, để mà cho anh chị có một cái giấc ngủ rất là ngon, và anh chị không cần phải ý thức hay là làm gì cả. Và một người như vậy vẫn ấm thầm lặng lẽ bảo vệ yêu thương mình, làm tất cả mọi việc cho mình sống, mình ngủ rất là ngon, vì mà tới khi mình ngủ dậy mình không còn nói được một lời cảm ơn. Theo anh chị có hơi bất công với mình quá ạ. Nếu như mà một người nào đó họ chỉ cần tặng cho mình một cái bún hoa thôi đúng không anh chị, hoặc là họ chỉ cần làm cho mình một cái việc nhỏ nào đó thôi, mình rất là dễ dàng nói lời cảm ơn. Nhưng mà một người họ luôn ấm thầm lặng lẽ từ ngày này qua ngày khác và 24/24 ạ, làm việc vì cái sự sống của anh chị. Và thậm chí ngày xưa chúng ta chưa có cái ý thức về sức khỏe, đôi khi là chúng ta cho cơ thể mình những cái thức ăn, những cái gọi là những cái thực phẩm nó chưa có tốt đúng không anh chị, và cơ thể của mình nó đâu có chịu nổi đâu, nhưng mà sao ạ, nó vẫn phải làm việc, tại vì rất là yêu thương anh chị, nó vẫn phải làm việc cực lực để mà đẩy những cái không tốt ra ngoài cơ thể của mình. Nhưng mà tại vì anh chị không có tỉnh thức để yêu cơ thể của mình, và anh chị vẫn tiếp tục cho những cái chất đó vào đúng không ạ, những cái chất có cồn rồi là những cái thức ăn không có được tốt cho cơ thể anh chị vẫn cho vào, cho tới khi là cơ thể của mình nó đào thải hết nổi, nó cũng làm việc anh chị, nó làm việc cực lực, nhưng mà tới khi nó làm hết nổi rồi thì nó đi chứ sao. Vậy anh chị nghĩ là một người mà từng tâm từng lập với mình như vậy ấy, là mình còn nên yêu thương không ạ, mình nói lời biết ơn mình còn cảm thấy ngán ạ? Và như anh chị sẽ thực hành yêu thương và khen người bản thân của mình mỗi ngày ạ. Và nếu như mà mình không có làm được điều này với mình, anh chị mình sẽ chưa dễ dàng làm được với người khác một cách thật lòng đâu ạ. Có thể là mình sẽ nói nhưng mà cái lời nói đó nó không có chứa được cái tình yêu ở trong đó. Nhưng nếu như mình làm được cái điều này với chính mình đúng không, thì
mình sẽ rất là dễ dàng làm được với người khác, và mình cũng rất là dễ bao dung vị tha với người khác, tại vì mình đã biết cách yêu thương mình đúng cách đứng. Và đó là cái thứ nhất đứng anh chị. Cái thứ hai anh chị, chúng ta phải luôn tỉnh thức ạ. Đứng anh chị, khi mà chúng ta tỉnh thức là khi mình ở hiện tại, và một cái suy nghĩ của mình là mình cũng cần phải nhận thức được cái suy nghĩ này có giúp cho mình hòa hợp hay không, có giúp cho mình yêu thương hay là không, có giúp cho mình thành công hay là không. Đúng không anh chị? Chúng ta đừng có hối tiếc quá khứ anh chị, cũng đừng có trông chờ tương lai, mà chúng ta hãy hạnh phúc khi mình ở hiện tại. Thì có một câu nói rất là hay đúng không anh chị, chúng ta có những cái mục tiêu, chúng ta theo đuổi cái mục tiêu của mình, nhưng mà chúng ta hãy hạnh phúc và biết ơn về những gì mình đang có. Còn nếu như mà mình cảm thấy rằng là có những người họ sẽ nói rằng tôi phải đạt cái vị trí này tôi mới hạnh phúc, tôi phải có cái số tiền này tôi mới hạnh phúc, hay là tôi phải ở cái chức vị này tôi mới hạnh phúc. Dạ thì khi mà chúng ta có những cái vị trí đó, chúng ta ở cái chức vị đó thì sao ạ? Chúng ta cũng sẽ không hạnh phúc được. Tại vì tiềm thức là thói quen và hạnh phúc cũng là thói quen anh chị. Nếu mà ngay bây giờ ngay lúc này chúng ta chưa cảm thấy hạnh phúc, thì khi mà chúng ta có những cái điều mà mình đặt ra những cái mục tiêu mà mình cảm thấy là cái mục tiêu lớn hơn của mình, thì khi mà chúng ta đạt được cái điều đó anh chị, bắt đầu chúng ta cũng sẽ có những cái điều khác, chúng ta sẽ tập trung vào những cái điều khác. Và chúng ta, anh chị có đồng ý với anh á, thì mình luôn có những cái mục tiêu lớn hơn mà, đúng không? Và khi mà chúng ta đặt cái mục tiêu đó rồi, và bắt đầu chúng ta có những cái mục tiêu lớn hơn, và lúc đó chúng ta lại suy nghĩ cái mục tiêu tiếp theo của tôi là như thế này, và khi nào tôi đạt cái mục tiêu tiếp theo này tôi mới hạnh phúc. Vậy thì chúng ta cứ mãi chạy theo theo đuổi như vậy thì mình không thể có được cái cảm giác an yên, tự tại, hạnh phúc được. Và thành công thì cũng không có tới từ tương lai ạ. Nên là một khi mà anh chị không có sống ở hiện tại á, thì mình không có hạnh phúc tự thân được. Vì mình nghĩ là trong tương lai mình mới thành công. Chỉ khi hiện tại mình cảm nhận được hạnh phúc như thế nào á, thì trong tương lai anh chị mới thành công hơn được. Mình mới có hạnh phúc lớn hơn được. Vì hiện tại á, là mình không biết hình dạng hạnh phúc như thế nào á, thì tương lai làm sao mình biết được, đúng không anh chị? Nên là mình sẽ sống trọn vẹn thì mình mới có thể là hạnh phúc trọn vẹn. Hạnh phúc trọn vẹn đó thì mình mới có kết quả trọn vẹn được, đúng không anh chị ơi? Vậy thì anh chị có thể comment giúp Lành đó là anh chị bây giờ ngay lúc này anh chị cảm thấy cái điều gì khiến mình hạnh phúc không ạ? Anh chị hãy tìm cho mình một cái lý do vì sao ngay bây giờ ngay lúc này anh chị cảm thấy hạnh phúc không ạ? Ví dụ ngay bây giờ ngay lúc này ba mẹ của mình đang rất là khỏe mạnh, con cái của mình đang rất là khỏe mạnh, hoặc là chính bản thân của mình đang rất là khỏe mạnh, thì theo anh chị đó có phải là một hạnh phúc rất là to lớn không ạ? Rất là nhiều người họ đang mong muốn có được điều đó, nhưng mà hiện tại là họ đang chưa có được, đúng không anh chị? Vậy thì mình hãy bắt đầu cảm thấy hạnh phúc với những cái điều đó anh chị ạ. Và tiềm thức là cấp số nhân. Khi bắt đầu anh chị cảm thấy hạnh phúc với một điều nhỏ, thì tiềm thức sẽ thu những cái điều lớn lao hơn để anh chị sẽ cảm thấy hạnh phúc nhiều hơn. Và hạnh phúc thì cũng đừng phân biệt anh chị, ví dụ như là ngày hôm nay đúng không ạ? Ngày hôm nay bình thường là mình làm cái công việc của mình là có thể là một ngày là tiền về là vài chục triệu, vài trăm triệu. Bây giờ là ngày hôm nay tự dưng là mình tiền có về có vài triệu hay là vài trăm hay là vài chục nghìn à. Cái mình không có vui. Vậy thì á sao ạ? Mình hãy hạnh phúc với tất cả những gì mình đang có và đừng có phân biệt, đứng anh chị ơi. Tiền nhỏ, tiền ít hay là tiền nhiều, thì vẫn là tiền, đứng ạ. Và khi mà chúng ta hạnh phúc với những con số nhỏ thì lúc này anh chị sẽ được nhân lên gấp bội, giúp cho mình có thể là thu được những cái nguồn lực để mình có thể hạnh phúc nhiều hơn. Cho nên á, là cái bước tiếp theo anh chị, đúng ạ. Mình muốn có hạnh phúc á, thì mình cần phải cho đi những cái cảm xúc, tần số, năng lượng hạnh phúc ra ngoài trước. Bằng cách đó là mình hãy chúc phúc anh chị, rắc bùi phép màu cho mọi người. Mình đi ra đường hay là mình gặp ai là mình đều tươi cười chúc phúc cho họ. Và nếu như mình chưa có thay đổi được
cái cảm xúc, cái kết quả ở thì hiện tại và tương lai thì chưa có thể thay đổi được, nên mình phải cho đi cái cảm xúc tốt đẹp trước, tại vì đó là luật hấp dẫn anh chị. Mình cho đi cái năng lượng gì thì mình sẽ nhận lại năng lượng đó. Và cái lúc mà anh chị có một chị gái thì lúc đó là chị nói với anh là bây giờ là vợ chồng chị không có hạnh phúc anh chị, và chồng chị là cũng bắt đầu là gọi là đi làm xa nha, có nghĩa là vợ chồng nhìn nhau không hạnh phúc và bắt đầu chồng chị đi làm xa nha. Thì lúc đó là cũng 2 tuần gì đó anh chị, 2 tuần 3 tuần gì đó là chồng chị không có liên lạc. Và sau đó thì Lan mới nói chị là bây giờ chị hãy thực hành lòng biết ơn cho chồng bằng cách là chị hãy viết 100 điều biết ơn về chồng. Bắt đầu chị rất là nghiêm túc anh chị ngồi xuống và chị viết 100 điều biết ơn về chồng. Thì bắt đầu anh chị biết điều gì xảy ra không ạ? Trời ơi, không hiểu sao lúc mà chị viết là chị chạm tới được cái cảm xúc, cái năng lượng của tình yêu thương anh chị, thì bắt đầu quá đúng hay mái luôn anh chị. Thì tự nhiên là chồng chị không nói không rành là chuyển khoản qua chị là 600.000. Rồi sau đó là gọi điện cho chị anh chị. Mặc dù trước đó là 2 đến 3 tuần đó là không có liên lạc với vợ luôn. Trời anh chị thấy tuyệt vời không ạ? Yes, bắt đầu từ cái giây phút đó vợ chồng của chị bắt đầu hòa hợp. Bắt đầu hòa hợp vợ. Và nếu như mà ngày hôm nay anh chị, nếu như mà anh chị muốn là mình có được cái sự hòa hợp hạnh phúc với ai đó, thì bắt đầu anh chị có thể là sao ạ? Anh chị có thể là đọc cái lời cầu nguyện đứng. Ví dụ như đầu tiên anh chị có thể là lấy cái tấm hình của họ. Anh chị có thể là đăng lên Zalo đúng không? Anh chị có thể là để chế độ chị mình tối thôi. Và sau đó anh chị có thể là nói như thế này ạ. Và anh chị có thể đọc tên của mình ra đúng không? Ví dụ như là tôi là Nguyễn Thị Lan đúng không? Tôi giải tỏa và sẵn sàng tha thứ cho anh chị tên gì đó. Anh chị có thể đọc tên họ ra đúng không? Tôi giải phóng cho anh chị đó về mặt trí óc và tâm hồn. Tôi tha thứ về mọi điều liên quan đến vấn đề đang nói. Tôi tự do và anh chị ấy cũng tự do. Đó là một cảm xúc tuyệt vời. Tôi cầu nguyện cho anh chị có được sự hòa hợp, hạnh phúc, thanh thản, khỏe mạnh, tất cả các phúc lành trong cuộc sống. Và tôi đã giải phóng cho anh chị và tất cả các phước lành trong cuộc sống là của anh chị và là của tôi. Cảm ơn, cảm ơn, cảm ơn. Anh chị có thể là việc xuống những cái điều như vậy và bắt đầu anh chị hãy đọc cái lời cầu nguyện này, thì anh chị sẽ thấy những cái điều phép màu. Lan đã thực hiện những cái điều này anh chị, và ví dụ như trong công việc của Lan có những cái lúc mà giả sử như là đối tác hay khách hàng của Lan có những cái ý kiến trái chiều đúng không anh chị, và bắt đầu Lan thực hành cái điều này thì một cái điều rất là hay anh chị, không hiểu sao là có thể là một vài ngày sau là bắt đầu cái người đó là họ từ thông suốt và bắt đầu họ liên lạc lại với Lan và bắt đầu có cái sự hòa hợp từ bên trong anh chị. Dạ. Cái câu này á, thì Lan sẽ đọc lại nhé, nhưng mà anh chị xíu nữa anh chị nào không có việc kịp á, thì anh chị có thể xin nhóm trưởng của mình ạ. Dạ rồi, anh chị nào mà tham gia buổi dung ngày hôm nay là mình sẽ được tặng cái lời cầu nguyện này nhé. Nên là anh chị nào mà có tham gia thì anh chị có thể là nhận lại cho nhóm trưởng của mình. Hôm nay là chị có tham gia này, là nói là tặng chị cái lời cầu nguyện này, em tặng cho chị nhé. Đúng không ạ? Thì anh chị có thể là đọc tên của mình. Sau anh chị có thể đọc như sau ạ. Tôi giải tỏa và sẵn sàng tha thứ cho anh chị. Bắt đầu anh chị ghi tên người đó ra. Có thể là khách hàng, đối tác, bạn bè hay là vợ chồng gì đó. Nói chung là vợ chồng nó thì sẽ có cái câu lời cầu nguyện khác. Và bắt đầu anh chị sẽ nói sao ạ? Tôi giải phóng cho anh chị gì đó, ghi tên họ ra đúng ạ, về mặt trí óc tâm hồn. Tôi tha thứ về mọi điều liên quan đến vấn đề đáng nói. Tôi tự do và anh chị tên gì đó cũng tự do. Đó là một cảm xúc tuyệt vời. Tôi cầu nguyện cho anh chị tên gì đó đúng ạ, có được sự hòa hợp, hạnh phúc, thanh thản và khỏe mạnh, tất cả các phúc lành trong cuộc sống. Tôi đã giải phóng cho anh chị. Sau đó mình viết tên họ ra. Và tất cả các phước lành trong cuộc sống này là của anh chị và là của tôi.
Dạ nhanh quá ghi không kịp. À, Lan có chia sẻ mà. À, Lan có chia sẻ là bây giờ Lan chỉ đọc sơ qua cho anh chị thôi, còn xíu nữa là anh chị nào có tham gia thì nhắn tin nhóm trưởng của mình sẽ được tặng, được không anh chị ơi? À, bao nhiêu anh chị đã hiểu vấn này có thể comment tôi ạ. À, mà anh chị nào ghi tên đúng cú pháp mới được tặng nhé, chứ mà ghi tên không đúng cú pháp là không được tặng đâu ạ. Dạ rồi, rất là tuyệt vời. Và trong cái ngày hôm nay á, thì Lan cũng rất là vinh hạnh, Lan sẽ mời lên đây một cái câu chuyện anh chị của một người chị, mà người chị này cũng đã ứng dụng cái công thức mối quan hệ hòa hợp này, phải gọi là chuyên gia luôn, bậc thầy trong mối quan hệ hòa hợp anh chị. Và chị đã ứng dụng cái công thức này từ khi mà vợ chồng phải chồng rất là cũng giống như là cái lý rồi anh chị ha. Dạ, nhưng mà sau đó là bắt đầu là bây giờ ứng dụng là chồng là yếu hơn thời mới quen luôn. Và không những là chị có thể ứng dụng cho chồng mà chị có thể ứng dụng cho con. À, từ con của mình từ học sinh là chưa đủ điểm vào cấp 3, bây giờ là được học bổng mà toàn phần 100%, được gọi là rất là nhiều công ty mời du học nước ngoài. Và như anh chị mong muốn là học được cái công thức hòa hợp tuyệt vời này ạ, có thể comment tôi đúng ạ. Dạ, bây giờ thì Lan sẽ mời lên đây một nữ doanh nhân vô cùng xinh đẹp, vô cùng trường cảm hứng, vô cùng thành công, có thể là chia sẻ công thức này cho anh chị đúng không ạ? Anh chị có thể cho Lan mượn đôi bàn tay xinh xắn của anh chị đúng không ạ? Và chúng ta hãy cho một tràng vỗ tay thật lớn để Lan có thể mời lên đây doanh nhân chị đầu ha của chúng ta. Lan xin mời chị đầu ha. Xin chào doanh nhân Nguyễn Lanh, chào tất cả các anh chị em cô chú có mặt trong buổi Zoom ngày hôm nay và cũng đang xem cái chương trình trực tiếp này. Biết ơn rất là nhiều luôn. Cả nhà nghe Hà nói rõ không ạ? Dạ rõ chị. Rất là tuyệt vời. Lời đầu tiên thì Hà cũng xin gửi lời cảm ơn chân thành nhất đến doanh nhân Nguyễn Lanh, là người mà trực tiếp hỗ trợ cho Hà trong quá trình mà Hà vào trong câu lạc bộ. Và biết ơn đến chị Hải Duyên, chị Ngô Phượng, là người mà thực sự rằng là chị Ngô Phượng là người giới thiệu Hà đến câu lạc bộ. Còn chị Hải Duyên và doanh nhân Nguyễn Lanh là hai doanh nhân mà thường xuyên liên tục và đồng hành với Hà mỗi ngày luôn anh chị. Vô cùng tuyệt vời. Cảm ơn chủ tịch Trình Huy, doanh nhân Nguyễn Diễm là hai người thuyền trưởng đã sáng tạo đã tạo ra cái môi trường câu lạc bộ vô cùng tuyệt vời để cho Hà và tất cả các anh chị em mình có duyên gặp gỡ ở đây và trao giá trị được cho nhau ha, hỗ trợ và giúp đỡ nhau học tập và đạt được kết quả tuyệt vời nhất. Biết ơn tất cả các doanh nhân và ban tổ chức đằng sau luôn ngày đêm trao giá trị cho chúng ta. Và thực sự rằng là biết ơn lắm cả nhà. Không không có giá trị tiền nào mà có thể đo được những cái giá trị mà mình nhận được. Mình mới biết đến câu lạc bộ là có được hơn năm thôi cả nhà. Và như doanh nhân Nguyễn Lanh lúc này có chia sẻ đó, là thời điểm đấy thì mọi thứ của Hà chưa khỏe. Về mối quan hệ vợ chồng, gần như là hồ sơ gửi ra gửi ra tòa, gần như là hầu không biết là làm thế nào để nối lại lúc đó luôn á. Rồi về con cái cũng chưa hòa hợp được. Rồi giữa mình với mọi thứ ấy, nó không như mình mong muốn một tí nào anh chị. Các anh chị an toàn ha, Hà an toàn. Thì thực sự đang làm khi mà kể về câu chuyện thế này này, và trong một suốt quá trình vừa rồi á, Hà đồng hành với câu lạc bộ thì Hà cũng tiếp xúc được rất nhiều những anh chị em, trong đó có những cái hoàn cảnh giống y như mình luôn anh chị. Tất nhiên là mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh, nhưng mà thực sự rằng là mình nghe những câu chuyện đó thực sự mình thấy đồng cảm lắm luôn ấy. Nhưng mà bây giờ thì mình đã ứng dụng thành công và đã giúp cho các anh chị đó đã hòa hợp như ý luôn anh chị Trương Quỳnh, rồi anh Tony Phú, nhiều lắm anh chị, nhiều lắm, ngồi mà kể thì nó rất là nhiều thời gian. Thế thì ở đấy á, thực sự là cái thành công đầu tiên mà khi Hà vào trong câu lạc bộ đó là vợ chồng hòa hợp và yêu nhau lại từ đầu anh chị, yêu nhau lại từ đầu. Trước đấy á là chồng mình đi làm về, nếu như có tiền là bỏ vào sổ tiết kiệm, đưa về này cất đi là xong đó. Còn mình làm như thế nào đó thì đấy là việc của mình, ăn tiêu như thế nào rồi gia đình bên ngoài như thế nào đó là mình. Còn chồng làm ra là bỏ vào sổ tiết kiệm, em bỏ vào két cất đi. Còn ít khi mà chồng đưa tiền mặt về cho mình sử dụng vào gia đình lắm. Nhưng bây giờ thì hàng tháng là chồng có đứa nữa anh chị. Wow, tuyệt vời lắm. Bao nhiêu trong số anh chị mong muốn rằng là chồng đồng lòng đồng vợ, rồi chồng đi làm và đưa tiền về cho mình mà vợ chồng hạnh phúc, có thể comment tôi ha. Hàng cũng được chồng tặng cho một laptop này, điện thoại iPhone 15 ha. Trong năm mới quá đó anh chị. Và trước đây thì khi mà Hà biết đến câu lạc bộ á, là lúc đó chưa dương,
Chưa dương thì bây giờ những cái khoản đó Hà đã vừa trong Hà đã thanh khoản hết, và chắc chắn là tài sản cũng đang gia tăng lên rất là nhiều, thu nhập cũng tăng lên rất là nhiều, và có một cái doanh nghiệp mở rộng ra 5 quốc gia trên thế giới, 5 quốc gia trên thế giới, và bây giờ cũng có rất nhiều cái đại lý gần như là phủ khắp các tỉnh thành ở Việt Nam mình rồi đó. Vô cùng tuyệt vời đúng cả nhà. Dạ. hiện tại là Hà cũng đang đi du lịch cả nhà, và lần đầu tiên mà vợ chồng mình, gia đình mình được đi du lịch và ở khách sạn 5 sao cả nhà. Có những trải nghiệm rất là tuyệt vời, tí nữa Hà sẽ chia sẻ anh chị nhé. Còn thực sự là khi mà vào trong câu lạc bộ á thì Hà nhận được các bí kíp, anh chị nhận được công thức đúng, công thức chuẩn để ứng dụng cho mối quan hệ vợ chồng hòa hợp, rồi quan hệ giữa bản thân mình với mình, giữa mình và con, và giữa mình và đối tác, giữa mình và những người thân yêu của mình. Hà chữa lành được tất cả các mối quan hệ đó, và Hà cũng đã giúp cho rất 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 nhiều nghìn người ứng dụng và tạo kết quả. Trong đấy chắc chắn là sẽ có những người mà Hà đã giúp đỡ rồi. Dạ, rất là tuyệt vời cả nhà. Thì đầu tiên á, ngày đầu tiên khi mà Hà vào đó thì Hà bắt đầu quan sát lại chính mình. Anh chỉ có thể ghi một vài cái bí kíp của Hà để ứng dụng nhé. Và Hà bắt đầu quan sát chính mình. Và như doanh nhân Nguyễn Lanh nói đó, không đánh giá, không phán xét. Hà nắm chuẩn cái công thức là suy nghĩ tạo ra cảm xúc, cảm xúc tạo ra hành động, hành động tạo ra kết quả. Xong lại có nhiều khi á, bởi vì mình là con người mà, nó cũng có năng lượng lên xuống, rồi cứ sự kiện nó liên tục nó đến ý. Nó đến nhiều lắm. Thời điểm đầu chồng cũng không cho mình học đâu, mình phải rút về nhà vệ sinh mình học á. Nhưng mình biết được cái công thức đó, thế là mình cứ ứng dụng thôi. Có hôm là chồng về muộn, xong rồi là Hà Hà nói, Hà ơi, nè, bây giờ Hà điều Hà muốn là gì? Là nhắc lại, mình lại tự nói chuyện với chính mình ấy. Ồ, vui lắm cả nhà. Cả nhà có thể ứng dụng cái này nhé. Lúc đầu cơ thể mình chưa tin đâu, nhưng mà hãy nói chuyện với chính mình. Cái người mà cần đàm phán nhất, cái người mà cần nói chuyện nhất, đó là chính mình, anh chị. Càng ngày anh chị làm việc với ai không quan trọng, càng ngày anh chị đã giao dịch với ai không quan trọng, nhưng anh chị đã từng nhìn trước gương, anh chị đã nói chuyện với mình hay chưa, đó là điều cực kỳ quan trọng để có thể kiến tạo nên cái hạnh phúc, cái sự hòa hợp. Thế là Hà 12 giờ rồi chưa thấy chồng về, mà chồng đi chồng không nói, gọi điện không thấy. Xong như 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 những cái năm trước á, là Hà bắt đầu nằm suy nghĩ, bắt tay lên trán, không không ngủ được, rồi thậm chí đang là ôm gối khóc. Có, trời ơi, sao anh không hiểu, sao nấu cơm đó là anh không có về mà mình cũng yêu thương vậy mà sao chồng như này như kia. Bắt đầu là tìm đủ lý do, bởi vì là cái bộ não của con gái nó là bộ não mở anh chị, cho nên là hay linh linh chuyển linh tinh lắm. Nhưng mà con trai ấy thì lại có cái sự tập trung cực mạnh, anh chị nhớ cái điều này nhé, có sự tập trung cực mạnh, đó là khi mà có cái mục tiêu rồi thì toàn bộ nguồn lực sẽ tập trung vào để hoàn thành, để đạt được cái mục tiêu đó, và nhiều khi bỏ qua những cái mà vợ con suy nghĩ, tức là đi làm về mệt, chỉ muốn ngồi nghỉ ngơi chút thôi, và không muốn quan tâm đến đến những cái thứ xung quanh, tức lúc đấy nó áp lực mà. Cho nên Hà cũng nắm được cái công thức đấy và Hà ứng dụng, đó là bí kíp đấy cả nhà. Cái não của con gái ấy, hoạt động nó là theo cái thề mở, nó giống như cái đèn chùm ấy, nó giống như là cái đèn sân khấu ấy, nó tỏa sáng. Tức là từ việc này có thể linh ra việc khác. Nhưng con trai á, nó giống như tia laser. Cái bộ não hoạt động của con trai nó giống như tia laser, tức là đánh chỗ nào là trúng chỗ đó. Anh chị nhá, tất nhiên rằng là không phải ai cũng vậy đâu, nhưng mà đa phần, đây là một cái nghiên cứu anh chị. Thế thì mình phải ứng dụng đúng thì nó sẽ tạo ra kết quả. Đầu tiên quan sát lại chính mình, thứ hai nữa là biết rõ cái nguồn gốc, cái cảm xúc của mình á, nó đến từ đâu, và không đánh giá, không phán xét, và mình chỉ liệt kê ra xem là cái cảm xúc nào đó nhiều hay là ít trong ngày anh chị. Nếu như cảm xúc tích cực, suy nghĩ tích cực, 1 dấu cộng. Nếu như mà cảm xúc nó chưa tích cực thì đánh vào dấu trừ, và cuối ngày tổng hợp lại thôi, không đánh giá, không phán xét cả nhà nhá. Hay lắm anh chị, tức là mình tách ra khỏi mình nhá, mình tách ra khỏi mình để mình quan sát cái con người của mình, cái sự vận hành trong cái con người của mình, và nó giống như kiểu mà khiêu vũ với cái nỗi sợ đó, khiêu vũ với cái cảm xúc của mình luôn. À, Hà biết rồi nha, này, cái cảm xúc này là cảm xúc không hỗ trợ cho sự hòa hợp với quan hệ này, này, cái cảm xúc này á, là không hỗ trợ cho sự giàu có đó hay nhá. Mình cười với nó được anh chị, mình thực sự mình cười được với nó luôn ấy. Giống như kiểu là mình đang quan sát một cái điều gì đó nó cực kỳ thú vị anh chị, và anh chị mà làm được điều này, Hà khẳng định với anh chị,
sẽ thành công. Và ở đấy này, nó là một hành trình nhá, anh chị nhá, nó là hành trình, cho nên là nhiều khi Hà cũng nghĩ rằng à hay quá, chồng yêu thương chồng chiều hả, chồng thi thoảng thôi, chồng cho ngồi đứng sau, Hà thích ngồi đứng sau xe máy của chồng á, đi vòng vòng Hà Nội đó, sướng lắm, khoái lắm. Thế thì nhiều khi là mình cũng khú việc đi, mình cũng mải việc quá rồi cũng bỏ lỡ. Tức là gì, trong cái cuộc sống này anh chị đừng cùng mong rằng là các cái vấn đề nó hết anh chị, mà là mình làm sao để mình có thể nhận diện ra nó và vượt qua một cách nhanh chóng, chứ không không thể là hết được các cái sự kiện đấy đến với cuộc đời của mình và cảm xúc của mình, thì có lúc nó lên có lúc nó xuống, và mình tôn trọng việc đó, đó là cái phần thuộc về mình anh chị nhá, cái phần thuộc về chính bản thân mình, thuộc về con người của mình. Hai con người nó luôn luôn song hành với nhau và nó có tác dụng với nhau, nó có giá trị với nhau đó anh chị. Từ những cái mà nó chưa tích cực đó thì nó thúc đẩy cho mình phát triển hơn, hành động mạnh mẽ hơn, học hỏi để hiểu biết hơn, để hòa hợp mối quan hệ, hạnh phúc rồi hạnh phúc hơn, con ngoan rồi con ngoan hơn, thành công rồi thành công hơn nữa, chứ không là anh chị rơi vào trạng thái là an toàn, an toàn sống trong cái vùng an toàn nó không phát triển nữa anh chị, nó không phát triển, nó không giúp cho phát triển. Mà cái vũ trụ này, cái thế giới này hoạt động theo cái chiều hướng là phát triển, mà mình sống trong vùng an toàn và không phát triển nữa, điều gì xảy ra anh chị đang có những cái trải nghiệm và giống như Hà cái thời điểm đó. Và bây giờ cần học thôi, rồi có nhiều phương pháp lắm. Thì cái đầu tiên mà để hòa hợp được mối quan hệ đó là nâng cái tư duy mình lên anh chị, hiểu về mình được, hiểu về người khác được, cho mình cái điều mà mình thực sự muốn và cho người khác cái điều mà thực sự họ muốn chứ không phải là mình thích anh chị. Đó là nguyên tắc kim cương đấy, đó chính là nguyên tắc kim cương, hiểu được mình và cho người khác biết được, nhận được cái mà người ta thích, cái người ta thích không phải là cái mình thích anh chị nhá. Rồi, và để mà thiết lập những cái tư duy đó thì có hai lựa chọn, và có nhiều lựa chọn, không phải là hai đâu, nhưng mà Hà sẽ phân là hai lựa chọn. Một là anh chị sẽ mất thời gian rất là lâu, anh chị có thể đọc sách, anh chị có thể tự phân tích, tự ứng dụng và tạo ra kết quả, hoặc là thông qua cái thôi miên, thông qua quy trình, các quy trình ấy, mà được trải nghiệm chính cái bản thân của mình anh chị, trải nghiệm trên cơ thể của mình, lúc đó mình biết là như thế nào là xứng đáng, như thế nào là mình xứng đáng đạt được mục tiêu, và như thế nào là mình cảm nhận được cái sự đúng đắn trong cái hành động của mình, trong cái suy nghĩ của mình, trong cái cảm xúc của mình, trong cái lời nói, tất cả mọi cái mình có thể biết được. Bởi vì thông qua quy trình anh chị, thông qua quy trình là cái đó nó được trải nghiệm trên từng cái tế bào của mình luôn. Và tế bào của mình ý, anh chị biết rồi, nó mang thông tin và nó có đầy đủ những cái trải nghiệm, những cái kinh nghiệm, những cái thông tin từ đời ông đời cha tổ tiên của mình, từ bố mẹ ông bà tổ tiên và tất cả mọi cái. Thì khi mà mình hoạt động đó, khi mình nghĩ này, khi mình hành động, thì gần như là toàn bộ gia tộc của mình cũng đang hành động. Anh chỉ nghĩ sao khi mà anh chỉ muốn rằng là báo hiếu bố mẹ, chăm lo cho bố mẹ, mà trên cơ thể mình có đầy đủ các tế bào, có đầy đủ những cái sự trải nghiệm của cơ thể của bố mẹ mình rồi, mình đang thực hiện cái ước mơ của bố mẹ, của tổ tiên của mình, và có những cái trải nghiệm nó thành công và có những trải nghiệm chưa thành công, nó có trong cái thông tin các cái tế bào của mình. Bởi vì sao, mình học sinh học mình biết rồi, trong các tế bào thì có các cái nhân, và trong các cái nhân đó nó mang thông tin anh chị. Nên là khi mà anh chị có những cái vấn đề nào đến và anh chị nghĩ rằng trời ơi tại mình này, xong là không có ăn, không có ngủ, không có sinh hoạt đều đặn, không có thay đổi mình, thì vô tình anh chị đang không biết ơn chính mình và không biết ơn, không yêu thương gia đình bố mẹ của mình. Nên là tỉnh thức anh chị, cái này thì không có nhiều thời gian ha, chứ không phân tích sâu ở đây được, và nếu như có thể thì anh chị có thể xem lại những cái mà Hà phân tích trước, hoặc là vào dịp khác Hà sẽ phân tích rõ hơn. Thì phải hiểu rõ là có thể rằng là về hình thể có thể mất đi, nhưng mà cái thông tin đó, những cái trải nghiệm đó, mình là sự tiếp nối cái đời trước và là sự tiếp nối cho đời con đời cháu, và mình chính là người kiến tạo nên
cái gia tộc giàu có, khỏe mạnh, hạnh phúc anh chị. Mong muốn con giỏi, mong muốn con kỷ luật, mong muốn con đạt được những cái thành công trong cuộc sống, thì đầu tiên mình phải làm trước, mình phải là người làm gương. Không sử dụng cái chức năng là gì, mình là cha, mình là mẹ. Không anh chị, mỗi cá nhân khác nhau sẽ có những cái đặc điểm, có những cái tính cách, có những cái điều nó khác biệt. Và mình may mắn là mình sinh ra trước, sinh ra trước con mình 20 năm, 30 năm. Chứ đời con là con sống, mà đời mình, sống đó, chứ không có ai sống thay ai đâu. Nên là mình phải phải thực sự tỉnh thức. Mình muốn giúp con thì mình phải là người đồng hành cùng với con, phải là người làm gương cho con. Và mình làm được đi thì từ khắc con sẽ modeling, nó modeling một cách rất là nhanh chóng luôn. Đây là cái mà Hà thực sự ứng dụng, Hà thực sự ứng dụng cho con của mình này. Hà không đi chỉnh con đâu anh chị. Trước đây Hà đã làm việc đó và làm cực là vất vả, ngồi cái kè chăm cho con học, rồi thuê thầy thuê thợ đủ thể loại, nhưng không đạt những kết quả mong muốn. Con thi vào cấp 3 không đủ điểm, vợ chồng chưa hạnh phúc. Hà chăm chồng kỹ lắm cả nhà, bao nhiêu anh chị. Mình làm được cái việc là lôi chồng ra đi tắm, cắt bóng chân bóng tay, gọt hoa quả đút vào miệng. Anh chị đã làm được cái việc đó, Hà làm được đó, mà sao vợ chồng nó vẫn chưa như mong muốn. Xong Hà phải thay đổi chiến lược. Bây giờ quay lại, chồng lại chăm mình ha. Mọi cái là từ A đến Z. Hà Hà thấy Hà nhàn nhà vui hạnh phúc. Là anh ơi, em muốn điều này, là nó y chang, là kiểu gì cũng có. Wow, sướng, còn gì bằng nữa cả nhà. Hà nói về tiền nào mà mua được cái việc đó. Còn á, trước là làm đủ thể loại luôn, nấu ăn bưng bê đó đó, rồi là hóa quả gọt sẵn đó, rồi ngồi rồi xong là sờ sờ mặt sờ mũi ha, xem có cái gì ở trên không. Trời ơi, người ta có thích đâu. Mình chăm kiểu gì đó, mình chăm theo sở thích của mình, họ không thích, không thích, nên là không hòa hợp được. Cái việc hòa hợp đó đơn giản lắm. Thế thì thời gian thì không có nhiều, anh chị hãy cho mình lớn lên. Mình ở đấy á, cái độ tuổi không quan trọng anh chị, cái độ tuổi không quan trọng đâu, mà là mình có cho phép mình lớn lên mỗi ngày hay không. Bởi vì nó chính là cái hành trình anh chị nhá, nó chính là hành trình. Thế thì ngày hôm nay á, cái mối quan hệ nó giống như cái cây, anh chị gieo hạt xuống, đẻ con ra rồi, lấy chồng lấy vợ về rồi, nó giống như gieo hạt. Xong vui ha, mình đã gieo hạt xuống rồi ha, mình đã có con rồi ha, hạnh phúc quá, yêu thương. Sau một khoảng thời gian thì con lớn 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 lên chút, vợ chồng ở với nhau vài ba năm chút, xong nó quên mất cái sự yêu thương đó, quên mất cái sự chăm sóc đúng cách. Còn trước đấy là quan sát lắm, xem là con hôm nay à, nó nó có biểu hiện gì. Rửa cái mặt cũng phải là cẩn thận tỉ mỉ, nhẹ nhàng, cái tay cái chân, từng ngón tay ngón chân chăm như chăm trứng, thường như thường hóa. Rồi là khi mà mới yếu á thì anh ơi anh à, nhưng mà đến khi lấy rồi, ôi cha ơi. Chuyện gì xảy ra vậy? Bởi vì mình đã không chăm sóc một khoảng thời gian rất là lâu. Và bây giờ chăm lại, Hà hỏi anh chị này, cái cây mà sống ở ngoài trời nó đã quá lâu, trời nó hạn hán rồi, bắt đầu nó héo ha. Cái mối quan hệ nó giống như cái cây vậy, nó đã héo. Bây giờ anh chị chăm vào, chăm từ từ thôi, đừng có giống như tưới nước xối ao ao vào nó ngộp. Tròn mắt cái thời điểm đầu, Hà Hà bắt đầu thay đổi mãnh liệt, thế là chồng Hà tròn mắt. Không biết dạo này vợ mình như nào đấy nhỉ. Con bảo mẹ ơi, dạo này con thấy mẹ không bình thường, sao mà mẹ cứ đọc tuyên bố này, xong mẹ là cứ học từ sáng đến tối bố ạ. Con Hà tò mò học, và chồng Hà cũng vậy luôn. Bởi vì Hà cho cái cây mối quan hệ đó nhiều nước, nhưng mà sau đó mình lại phải điều chỉnh lại. Cho nên anh chị em hôm nay, nếu như có anh chị em nào mới lần đầu tiên vào, những cái Hà chia sẻ này ứng dụng luôn, nhưng cái sự tạo ra kết quả anh chị nhớ, đó chính là cái sự đều đặn và liên tục, không phải cường độ nhá. Không phải là cứ chăm 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 cho nhiều nước để bón phân thật nhiều vào. Cái đó họ 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 chưa thích nghi được, nên là sẽ có những cái phản ứng ha. Hai cái thời điểm đó mà chăm nhiều quá, xong chồng Hà bảo không học hành gì hết ha, thế là Hà bị rút vào nhà vệ sinh Hà học. Có phải là kỳ không? Cho nên á, điều chỉnh, quay lại chính mình là cái gốc, con mình là cái ngọn, chồng mình là cái ngọn, là cái hoa, là cái quả.
đừng đi chạy theo sửa gốc sửa ngọn, à sửa 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 ngọn sửa hoa, mà là sửa gốc đi, sửa mình nhanh, sửa mình làm chủ cảm xúc tốt đi, mình có tư duy tích cực đi, mình hiểu được cái mối quan hệ vợ chồng như thế nào, nuôi con đúng cách như thế nào, và phải đồng hành đều đặn nó mới tạo ra kết quả. Học được bí kíp nào ứng dụng bí kíp đó, chứ không phải là ngày hôm nay doanh nhân Hà chia sẻ cái này rồi, ngày mai nghe thấy doanh nhân Nguyễn Lành chia sẻ, ôi học rồi mà cần gì học lại. Không anh chị, anh chị nhìn thấy những người mà họ tập thể dục thể thao chị ạ, họ có body 6 múi, ngày đầu tiên họ tập họ hào hứng, wow, tôi hôm nay tôi đi tập thể thao ha, tôi được tập gym ha, hào hứng lắm, bê tả rất nặng, ngày mai đau nhức, ngày mốt thấy bắt đầu oai oai rồi, một tuần sau thấy chưa thấy gì, nhưng mà một tháng sau lúc đó bắt đầu thấy chuyển biến, vài ba tháng sau lúc đấy mới thấy rằng là có sự chuyển biến tuyệt vời, và năm sau thì thấy là gì 6 múi, thì nó là cái sự đều đặn chứ không phải là cường độ, anh chị hiểu không ạ? Rồi bây giờ có một cái video hàng ngày hôm nay ha, truyền cảm hứng cho anh chị ha. Wow tuyệt vời quá, anh chị có nhận được nhiều bí kíp không ạ? Thông qua các cái quy trình sẽ rút ngắn cho mình được 3 năm đến 5 năm, thậm chí rằng là 10 năm này anh chị, thông qua các quy trình, và học được cái bí kíp trong doanh nhân chạm tay hóa vàng để gì ạ? Đàm phán đầu tiên không phải là đi ra ngoài để đàm phán người khác, mà đàm phán chính mình, đàm phán chính mình. Thì anh chỉ có muốn kinh doanh hay là anh chỉ không kinh doanh, thì cái việc mà mình làm chủ được chính mình là mình làm chủ được cuộc đời của mình, làm chủ được mối quan hệ của mình, và có những cái chiến lược trong doanh nhân chạm tay hóa vàng ấy nó quá đỉnh anh chị, nó quá đỉnh luôn. Và Hà nói thật là đời con đời cháu mình đều cần cái công thức đó. Thế thì khi mà Hà vào á, Hà cái nhóm đấy thì cần cần có cái sự cam kết, cần có sự cam kết, và Hà thấy trời ơi cần quá lời giá trị nào mua được cái thành công đó. Hơn một năm qua thôi Hà đạt được cái điều đó rồi, Hà nói bảo cái đó mà tiền tỷ chắc Hà cũng bỏ ra để Hà có được cái hạnh phúc như bây giờ anh chị ạ. Dạ đây đây là cái ngày hôm nay ha, Hà cũng đang ở khách sạn Milan Gold. Dạ Hà sẽ truyền cảm hứng cho cả nhà tí ha. Xin chào cả nhà. Mình đang có mặt ở tại Flamingo, một khách sạn 5 sao cùng với gia đình của mình. Rất là tuyệt vời cả nhà. Đây là một cái phòng view biển ở tầng cao nhất của tòa nhà Flamingo. Và hôm nay mình đi thì cùng với gia đình nhà mình nữa. Ở đây biển rất là trong xanh, rất là đẹp luôn cả nhà. Thật là hạnh phúc luôn ý. Lần đầu tiên mà mình được có những cái trải nghiệm đi du lịch 5 sao ở khách sạn 5 sao cùng với gia đình và những người thân yêu của mình. Hai phòng đều view biển luôn. Rất là hạnh phúc luôn cả nhà. Thực sự rằng là từ trước đến nay mình chưa có những cái trải nghiệm cùng với gia đình mà nó tuyệt vời như thế này luôn. Mình vào trong câu lạc bộ thì học được những cái công thức của câu lạc bộ, và mình đã cho mình có những cái vóc dáng với cái vóc dáng chuẩn chỉ 3 vòng, và mình được trải nghiệm cùng với cả gia đình nhà mình tắm trên bể bơi vô cực, rất là tuyệt vời cả nhà, rất là hạnh phúc ạ. Có những cái bữa ăn rồi cùng với các con, cùng với những người thân yêu của mình tại khách sạn là 5 sao, wow. Vô cùng hạnh phúc luôn cả nhà. Cảm ơn cả nhà rất là nhiều, cảm ơn tất cả các chị em yêu quý của mình nhé. Dạ rồi cả nhà. Thực sự rất là thời gian rất là ngắn nên là Hà cũng chưa có soạn được nhiều cái hình ảnh đẹp để mà truyền cảm hứng cho cả nhà, nhưng mà Hà nghĩ rằng chừng đấy thì cũng đủ để các anh chị em mình có những cái trải nghiệm, có những cái động lực hơn ha, để mình học tập và ứng dụng để tạo ra kết quả tuyệt vời nhất nhá. Rồi cảm ơn cả nhà rất là nhiều, biết ơn cả nhà đã lắng nghe câu chuyện của Hà, và cảm ơn doanh nhân Nguyễn Lanh ạ. Chúc cho cả nhà luôn ứng dụng và tạo ra kết quả vô cùng tuyệt vời nhé, và nhớ ăn mừng thành công với các nhóm trưởng, đó là cái mà anh chị biết ơn và thực sự rằng là điều tuyệt vời nhất. Cảm ơn cả nhà rất là nhiều, biết ơn cả nhà. Dạ.
Dạ rồi, quá là tuyệt vời. Chắc là xin hỏi bao nhiêu anh chị mình đã cực kỳ được truyền cảm hứng từ câu chuyện của gia nhân chị Đậu Hà. Mình có thể là gửi lời chúc mừng và cảm ơn gia nhân chị Đậu Hà ngày hôm nay đã chia sẻ cái câu chuyện thành công cũng như là những cái bí kíp rất là tuyệt vời. Gọi là rất là ngưỡng mộ đúng không anh chị? Bao nhiêu anh chị mình mong muốn là có một cuộc sống gia đình hòa hợp, vợ chồng yêu thương. Gọi là con cái thì học giỏi thông minh như vậy. Mình có thể comment tôi đúng hả? Yes. Và còn rất là nhiều những cái thành công nữa mà chị chia Nhiều thành sẻ với anh công chị. mà Hà chưa chia sẻ ha. Hà cũng có thể liệt kê qua một chút. Đó là bé nhà mình nhá, thì bé đầu của mình nhá, hiện bây giờ là học xong lớp 12. Dạ, học xong lớp 12. Tự nhiên người lanh cho Hà 3 phút nữa thôi ha. Thì thực sự rằng là từ cái đứa bé mà học vào cấp 3, thi vào cấp 3 không đủ điểm đó, và trước đây nó học tèng tèng. Chính ra là được tiên tiến, nhưng mà đó là có sự nâng đỡ của mẹ. Hà nói thật, có sự nâng đỡ của mẹ nên là phải đạt như vậy luôn. Còn lên cấp 3 là Hà sinh em bé thứ ba đó, nên là mình cũng không có gặp thầy cô đó. Hình như đến năm lớp 12 này mình mới lên và gặp thầy cô lần đầu luôn cả nhà. Còn trước đây thì mình làm ban phụ huynh của lớp hồi cấp 2 cho con đó. Nhưng lên cấp 3 gần như là mình để cho con tự lập luôn, tự lập từ A đến Z. Và một điều rất tuyệt vời đó là con thì thi chưa lấy điểm đâu cả nhà, nhưng mà cũng nhờ vào cái kết quả thi trước đấy của con nữa, là thi Olympic khoa học tổng hợp, Olympic tiếng Anh, học sinh giỏi văn cấp thành phố, cấp quốc gia, và thi Olympic toán nữa. Cho nên là con cũng nộp hồ sơ vào rất là nhiều trường cả nhà. Thì trong đó có trường Đại học Bách khoa liên kết với một cái công ty Lemico ở ở Mỹ anh chị, ở Mỹ, thung lũng Silicon của Mỹ á. Thì là học thì đào tạo ở Việt Nam mình thôi, nhưng mà sau thì được đi du học và có thể là có bằng thạc sĩ. Rồi đầu trường Đại học Kinh tế Quốc dân, rồi trường Ngân hàng, rồi trường Đại học Huế, khoa khoa luật anh chị. Dạ. Rồi hôm qua vừa nhận được một cái chương trình mà được đi du học ở bên nước ngoài và được tặng 100% học phí anh chị. Hà nói bảo bây giờ con thích học cái nào thì con tự chọn. Dạ. Vô cùng tuyệt vời luôn. Cái quan trọng đó là cái mối quan hệ vợ chồng hòa hợp, và cả nhà cũng đừng đừng có đòi hỏi rằng là mình sẽ hoàn hảo, mà nó là một cái hành trình, cho nên là mình cứ phát triển lên mỗi ngày cả nhà nhé. Rồi, cảm ơn doanh nhân Nguyễn Lanh rất là nhiều ạ. Và Hà cũng nói thêm đó là cái thành công của Hà không phải là điển hình đâu, mỗi cá nhân khác nhau, đều có những cái thành công khác nhau, nhưng mà những anh chị em mà đồng hành với mình đó, và mình biết đến và thấy rằng anh chị học đều đặn, ứng dụng đều đặn thì đều đạt kết quả rất tuyệt vời. Trong đó có cũng có một lãnh đạo, và khi mà biết đến thì cùng ứng dụng thăng tiến, và bây giờ cũng đạt được cái vị trí cao nhất trong nhà nước. Wow, rất là tuyệt vời. Còn thì hàng tiền nổi tiếng ha, nhưng mà thực sự rằng là cái luật hấp dẫn nó có thật, và những cái quy luật trong vũ trụ là có thật anh chị. Làm thế nào để mình hiểu rõ cái sự vận hành đó, và mình hãy ứng dụng đúng, cho mình cái giá trị và cho người khác cái giá trị. Không phải là tất cả là lấy cho của mình đâu anh chị, mà là nó là một cái hành trình. Cho nên là anh chị hãy ứng dụng nghiêm túc để mà mình có thể giúp được gia đình nhà mình và giúp đỡ được nhiều gia đình khác. Rồi các công ty, các anh chị làm những cái tập đoàn lớn cũng ứng dụng rất là thành công luôn. Mối quan hệ hòa hợp, con cái thì ngoan ngoãn, kinh tế thì hanh thông thuận lợi. Ha, thấy wow, mình là người gieo duyên nhưng mà vô cùng tuyệt vời, bởi vì mình chỉ là người gieo duyên thôi. Còn cái công thức đấy thì các anh chị học trong doanh nhân chẳng tay hóa vàng, và trực tiếp từ chủ tịch chính huy, doanh nhân Nguyễn Diễm và tất cả các doanh nhân trong câu lạc bộ trao giá trị mỗi ngày anh chị. Rồi, cảm ơn doanh nhân lành rất là nhiều. Biết ơn cả nhà đã lắng nghe câu chuyện của Hà. Biết ơn, cảm ơn cả nhà rất là nhiều. Dạ rồi, quá là tuyệt vời ạ. Dễ. Rồi, cả nhà có thể là gửi lời chúc mừng chào gia nhân chị đầu hai của chúng ta một lần nữa đứng ạ. Rồi, bao nhiêu anh chị mình mong muốn là con mình từ một học sinh rất là bình thường thôi. Nhưng bây giờ là gọi là thi là quá nhiều trường chọn. Và bây giờ không biết chọn trường nào anh chị. Rồi là được học bậc 100%. Bao nhiêu anh chị còn mong muốn là học được cái công thức để có thể là hòa hợp gắn kết mối quan hệ giữa vợ chồng và giữa con cái của mình, để mà giúp cho con mình có thể là có được một cái kết quả tuyệt vời như vậy. Có thể comment tôi đứng ạ. Và những cái thành công này, đó chính là chị Đậu Hà có chia sẻ một cái bí kíp quan trọng nhất, đó chính là khi mà chị biết kết nối với chính mình, chị biết cách hòa hợp với chính mình.
chị biết cách yêu thương bản thân của mình và chị tin tưởng vào bản thân của mình, thì chị đã có thể cho đi cái niềm tin đó với người chồng của mình, với người con của mình hay là những người xung quanh. Không những chị thành công mà chị cũng đã giúp cho rất là nhiều anh chị đối tác khách hàng của chị thành công. Bao nhiêu anh chị mình rất là thích điều này ạ. Không những mình kiến tạo gia đình mình hạnh phúc mà mình còn có thể giúp cho rất là nhiều gia đình ngoài kia hạnh phúc ạ. Yeah. Và trong cái 10 giờ chủ nhật tuần này anh chị ha, thì anh chị sẽ được làm một cái quy trình, đó chính là cái quy trình. Quy trình này có thể kết nối anh chị với cái sức mạnh tiềm thức của anh chị, có thể giúp cho anh chị khai phá cái sức mạnh tiềm thức của mình để mình có được cái niềm tin tuyệt đối vào bản thân của mình. Khi mà mình có niềm tin tuyệt đối vào bản thân của mình thì như thế nào? Lúc đầu chị chỉ tin rằng là con mình học sinh tiên tiến là nhất rồi. Không có thể làm được hơn đâu, mặc dù mẹ cũng kèm cặp rất là nhiều. Nhưng bắt đầu khi mà chị khai phá được cái sức mạnh tiềm thức của mình và chị có cái niềm tin đó dành cho mình và chị dành luôn cho con mình, chị truyền những cái năng lượng đó qua cho con mình, thì con chị là bắt đầu tin vào cái năng lực của chính bạn ấy. Và bắt đầu bạn ấy đã có được một cái kết quả quá là tuyệt vời. Sau 2 năm chị đồng hành trong câu lạc bộ thì con của mình cũng đã có những cái sự thay đổi cực kỳ tuyệt vời và vi diệu ạ. Vậy thì anh chị mình đã có mặt, mình đã có cái vé để mình có thể là tham gia vào 10 giờ chủ nhật tuần này để mà có thể là khám phá cái sức mạnh phi thường của mình, để có thể là kiến tạo nên một cái con người hạnh phúc, một không những là bản thân của mình mà còn có thể dành cho gia đình của mình rồi ạ. Anh chị có thể comment tôi được không ạ? Bao nhiêu anh chị là mình chưa sở hữu cái tấm vé này và mình ra quyết định đó là trong 10 giờ chủ nhật thứ bảy này anh Lan xin lỗi, vào 10 giờ chủ nhật tuần này anh chị sẽ có mặt để anh chị có thể được làm cái quy trình tuyệt vời này. Anh chị có thể là comment tôi đứng ạ. Và chắc chắn thì khi mà chúng ta khai phá được cái sức mạnh phi thường của mình, chúng ta có cái niềm tin vào chính mình, thì không gì là không thể. Kể cả ngày hôm nay cái mục tiêu của chúng ta còn lớn như thế nào, chỉ cần anh chị vào tin tưởng vào chính mình và anh chị có được một cái công thức đúng đắn để mình có thể là hành động và liên tục tiến lên phía trước, thì chúng ta có thể là chinh phục ở tất cả những cái mọi mục tiêu của mình đúng ạ. Rất là tuyệt vời. Thì hôm nay là cũng còn một ít thời gian nữa, cho nên là hồi nãy cũng có một số anh chị hỏi cái công thức để mà có thể là hòa hợp cái mối quan hệ vợ chồng đúng anh chị. Thì hồi nãy á anh cũng có chia sẻ với anh chị á là cái công thức để mà anh chị có thể là hòa hợp với đối tác, với khách hàng, với tất cả mọi người. Còn về vợ chồng anh chị thì cũng sẽ có một cái lời cầu nguyện để mà anh chị có thể ứng dụng để có thể là hòa hợp vợ chồng của mình hơn. Nhưng mà mình cũng có thể đi từng bước á, thì anh chị sẽ hiệu quả hơn ha. Thì anh sẽ chia sẻ cho anh chị 6 bước để mà anh chị có thể là có được cái mối quan hệ hòa hợp, giúp anh chị có thể là ứng dụng cụ thể rõ ràng hơn. Thì bước số 1 có giống như Lan đã nói đúng anh chị, mình muốn có hạnh phúc thì mình cần phải cho đi cái cảm xúc và cái tần số ra bên ngoài trước đúng anh chị, bằng cách là mình sẽ chúc phúc này, mình sẽ rắc bùa phép màu cho bản thân của mình, cho mọi người. Khi mà đi ra đường anh chị hãy rèn luyện cái điều này bằng cách đó, là mình gặp ai anh chị mình hãy tặng cho họ một cái nụ cười đầu tiên đúng anh chị. Và khi mà mình chưa có thay đổi cảm xúc được thì cái kết quả hiện tại và tương lai là chưa có thay đổi được, nên mình cần phải cho đi cái cảm xúc tốt đẹp trước, tại vì đó là quy luật của vũ trụ rồi ạ. Đó chính là quy luật hấp dẫn, mình cho đi cái năng lượng gì á thì mình sẽ nhận được cái năng lượng đó được không anh chị ơi? Dạ. Và cái bước số 2 đó anh chị, đó chính là anh chị hãy viết ra ít nhất là 10 điều, ít nhất là 10 điều. Và nếu như bây giờ cái mối quan hệ của mình nó căng quá rồi thì anh chị nên viết 100 điều đúng ạ. Về chồng anh chị, và mình hãy về chồng hay là về vợ, mình hãy nhớ lại cái khoảnh khắc trong quá khứ tốt đẹp của anh chị, mình hãy nhớ lại những khoảnh khắc đó anh chị, và đừng có quan tâm hiện tại gì cả, tại vì hiện tại là nó giống như một cái quả thôi anh chị, cái quả của cái hạt giống á, suy nghĩ của mình trong quá khứ mình đã gieo nên đúng anh chị. Cho nên hỏi là có anh chị nào bây giờ Lan chia sẻ là anh chị hãy việc 100 điều biết ơn về chồng về vợ của mình đó, thì anh chị cảm thấy ồ việc này là chuyện nhỏ. Anh là việc cẩn thận điều biết ơn về vợ cơ, chị là chị việc cẩn thận điều biết ơn về chồng cơ. Có anh chị nào đáng như vậy thì mình có thể comment tôi đứng ạ. Các anh chị nào mình cảm thấy bây giờ là 10 điều cũng khó em ơi, giờ chị chả tìm thấy 10 điều nào chị biết ơn thì anh chị có thể comment số 9 đứng ạ. Trời tuyệt vời quá. Chắc là cả anh chị mình đã rèn luyện tình yêu thương lòng biết ơn rất là đông đây trong câu lạc bộ đúng ạ. Cộng có một số anh chị là comment số 9 đúng ạ. Dạ. Vậy thì
Cho anh hỏi anh chị á, chứ không là anh chị có thể tự hỏi mình đúng không anh chị? Nếu mà bây giờ này người vợ hay là người chồng của mình mà đến mức là mình không có cái điều gì việc ứng á trong quá khứ, vậy tại sao là anh chị lại chọn cưới họ ạ? Chắc chắn là họ sẽ có những cái điều tốt đẹp nếu là trong quá khứ anh chị mới lựa chọn họ. Anh chị đồng ý với Lánh ạ? Vậy thì bây giờ mình đừng có tập trung vào hiện tại anh chị. Mình chỉ thật sự thay đổi được kết quả của mình khi mà mình chịu trách nhiệm 100% về cuộc đời của mình. Có nghĩa là mình chịu trách nhiệm kể cả những cái lời nói mà người chồng hay là người vợ nói với mình. Mình chịu trách nhiệm về cả những cái tình huống nó xảy ra trong cuộc đời của mình. Cho tới khi á là mình chịu trách nhiệm được điều đó thì mình mới có quyền năng để thay đổi anh chị. Cái điều này nó rất là đúng đối với Lan ngay trước, kể cả về mối quan hệ và tài chính. Ngay trước khi mới vào câu lạc bộ Lan không có chịu trách nhiệm được. Lan nói rằng là cái tài chính của Lan không thành công là do người này. Do người này là họ đã giới thiệu cái cơ hội này nên là Lan mới tham gia vào. Lan tham gia vào cho nên là Lan không có dướng tài chính. Và khi mà mình tập trung vào điều đó anh chị thì sao ạ? Và tiếp theo thì Lan hết tập trung vào điều đó thì Lan lại tập trung vào con. Anh hỏi là à, do mình nó là nhiều con nhỏ cho nên là mình không có làm được. Mình đang học tập rồi con tới bú rồi con tới chơi rồi nô đùa như vậy sao mình làm được, là có nghĩa lúc đó Lan vẫn đang tập trung vào bên ngoài và Lan không có kết quả thay đổi được anh chị. Và lúc đó doanh nhân chân ví vậy nói Lan là sao ạ, nếu như mà mình ra quyết định như thế nào thì nó cũng đúng với mình, nếu như mình nghĩ ngay hôm nay là do điều này hay do điều kia và mình không làm được thì nó cũng chính xác như vậy. Và lúc đó thì Lan bắt đầu thay đổi lại. Cái kết quả này là phụ thuộc vào Lan và cái kết quả của Lan nó sẽ tới từ Lan chứ không phải là tới từ ai cả. Và con của mình anh chị không phải là sao ạ, không phải là lý do mà chỉ là động lực đúng không anh chị ơi. Và bắt đầu khi mà Lan tập trung vào điều đó và Lan chịu trách nhiệm với những cái kết quả hiện tại của mình thì lúc đó mình có cái quyền năng để mình thay đổi được đúng không anh chị. Thì đó là cái bước số 2 và bước số 3. Anh chị hãy đặt cái tấm hình họ trước mặt và anh chị hãy hình dung đúng không anh chị, anh hãy gọi tên của họ lên, hãy gọi tên họ ra. Nhìn vào tấm hình của họ, có thể bây giờ mình nhìn trực tiếp chưa được đúng không anh chị, tại vì bây giờ mối quan hệ đôi khi là chưa có được mặn nồng lắm, đôi khi nhìn trực tiếp chưa có dễ. À thì hãy nhìn vào cái tấm hình của họ đúng không anh chị, và hãy viết ra những cái điều biết ơn, viết về tên người đó, đọc lời biết ơn và cảm nhận lòng biết ơn với người đó một cách chân thành nhất. Đúng ạ. Yes, thì đó là cái bước số 3. À, bước số 4 anh chị. Sau khi mà anh chị viết được điều đó thì mới tiếp theo này, mới mới tới bước tiếp theo. Đó chính là viết ra những cái điều mình mong muốn với họ. Viết ra những cái điều mình mong muốn với họ. Tại vì đôi khi nhiều anh chị á, là mình ứng dụng cái bước này trước. Có nghĩa là mình chưa có việc những cái điều mình cảm thấy biết ơn với họ mà mình tập trung vào á, là mình phải nhận đúng không, mình chưa có cho đi mà mình nhận trước, có nghĩa là à, bây giờ mình muốn là cái người này phải như thế này hay là chồng của mình phải như thế này và mình tập trung vào cái mong muốn là được nhận nhiều hơn. Thì anh chị sẽ làm lại, đầu tiên là anh chị hãy viết cái lòng biết ơn với họ, sau đó thì anh chị mới thực hành là viết ra những cái điều mình mong muốn với họ. Được anh chị, thì đó là cái bước số 4. Anh chị có chị nói do bị lừa cho tôi an toàn, anh chị an toàn hết. Thì theo anh chị là nếu như mình là một người có tư duy, có trí tuệ thì có ai lừa mình đứng ạ? Thì có phải điều đó tới từ mình không ạ? Thế anh chị bây giờ nếu như mình có tư duy chị có trí tuệ này, mình có nhận ra được là một người nào đó là thật lòng, một người nào đó là chân thật hay một người nào đó là không tốt không ạ? Anh chị có đồng ý với Lan không ạ? Từ lúc mà ngày trước Lan chưa vào câu lạc bộ anh chị, Lan không có nhận ra được điều này và Lan không có phân biệt được. Lan không có phân biệt được cái người nào tới với Lan đó là tốt thật lòng hay là người này có tấm sáng hay không, là người này cái tấm không tốt hay không. Lan không có phân biệt được. Nên là mình không có đủ trí tuệ anh chị, và mình giống như chị Thảo nói đó, yêu trong mua quán.
Yes. Và mình yêu bằng cái cảm xúc của mình. Thì đó cũng là cái việc đó mà mình lựa chọn mà anh chị. Mình lựa chọn đó là mình quyết định đó là yêu người đó. Mình lựa chọn đó là mình cưỡi người đó. Thì có phải là từ mình không ạ? Chị có đồng ý với anh đó, là từ mình mà, từ cái lựa chọn của mình mà. Cho nên đó là cái bước số 2 đó anh chị. À, mình cần phải chịu trách nhiệm về tất cả mọi cái kết quả xảy ra trong cuộc đời của mình. Khi mình chịu trách nhiệm thì mình mới có quyền năng để thay đổi. Và giống như trong cuốn sách Sức mạnh tiềm thức hả anh chị, nếu như mà anh chị thật lòng tin vào cái đấng lên tiếng ở bên trong mình đúng không, thì có một cái câu chuyện trong Sức mạnh tiềm thức á, thì có nghĩa là có một cái cô gái và tới ngày đó là ngày cưới của cô anh chị, và tới cái ngày cưới đó thì mọi người họ vào làm lễ đài hết rồi, và có nghĩa là khứa là mời tới hết rồi đúng không ạ. Nghĩa là lúc này là vào là chỉ có là đứng trước mặt Chúa để mà cầu nguyện, để mà Chúa sẽ nói là ban phước cho hai vợ chồng và ra quyết định là có tất cả mọi người chứng giám là hai người cưới nhau đúng không anh chị. Và lúc đó thì cô dâu là mặc áo rất là đẹp, rất là lộng lẫy và đứng đó rất là từ lâu rồi. Dạ thì sau đó thì sao ạ? Bắt đầu là cô chơi chơi chủ rể nhưng mà tới khi khách khứa là tới hết rồi anh chị, nhưng mà chủ rể vẫn chưa tới. Thì theo anh chị lúc này mình sẽ có cái cảm xúc như thế nào ạ? Anh chị sẽ có cảm xúc như thế nào ạ? Dạ. Nhưng mà sau đó thì cái cô này cô rất là bình tĩnh. Và lúc đó thì cái ngài Joseph Murphy mới nói với cô á. Ngài Joseph Murphy là tác giả viết cuốn sách Sức mạnh tiềm thức anh chị. Tại vì hôm đó là ông cũng có mặt trong cái lễ cưới đó. Thì ông mới hỏi cô tại sao là con ngài có thể bình an như vậy trước cái sự việc này. Thì lúc đó là cô mới nói về này. Trước khi mà diễn ra đám cưới á, là con đã cầu nguyện cho cái hạnh phúc của con đã cầu nguyện Chúa hãy cho con cái con đường để mà con hạnh phúc, và kể cả chồng của con cũng sẽ được hạnh phúc, và con tin rằng cái kết quả ngày hôm nay đã ứng nghiệm cho cái lời cầu nguyện đó. Và cô tin rằng kể cả cái việc á, mà chồng cô không có tới cái dự đám cưới đó anh chị, là một cái con đường, là một cái kết quả sáng suốt nhất cho cái hạnh phúc của cả cô và của người đó. Đó chính là niềm tin đó anh chị. Niềm tin rằng á là sao ạ? Một khi mình đã ra quyết định là mình xứng đáng nhận lấy những gì hạnh phúc, thì cái kết quả ngày hôm nay là tới với mình anh chị, thì cái mục đích cuối cùng là để cho mình có được cái sự hạnh phúc trọn vẹn. Nên là ngày hôm nay hoàn toàn là quyết định là của mình anh chị. Anh chị có tin rằng đó là những cái điều tốt lành, những cái điều tốt đẹp đang chờ mình phía trước, mặc dù hiện tại cái kết quả của mình như thế nào ạ? Yeah. Anh chị đọc trong Sức mạnh tâm thức, anh chị sẽ thấy một câu chuyện rất là tuyệt vời. Đó là một bà lão anh chị. Bà lão đó là 80 mấy tuổi rồi anh chị nhé. Và lúc này thì có nghĩa là bà rất là lớn tuổi rồi. Và các con của bà thì tới tuổi lấy chồng lấy vợ hết rồi. Và lúc này bà ở một mình. Thế lúc đó là bà nghĩ là chắc bà sẽ sống cho tới cuối đời. Nhưng mà bắt đầu khi mà cô biết tới sức mạnh tiềm thức, bà biết tới sức mạnh tiềm thức anh chị, bắt đầu bà cầu nguyện. Bây giờ ngay lúc này tôi sẽ thu hút một người chồng, là người chồng của tôi là sẽ chống thủy, chống thực này, yêu thương tôi này, rồi là sẽ là một người như thế này. Có nghĩa là bà sẽ nói ra tất cả những cái tính cách của người đó anh chị nhé. Và anh chị biết điều gì kỳ diệu xảy ra sau 1 tháng? Là bà đã thu hút được người đó. Và mặc dù là ở tuổi 80 mấy, nhưng mà sao ạ, hai người đã có một cái tuần trăng mật cực kỳ tuyệt vời. Và cái người đàn ông đó cực kỳ yêu thương bà. Và thậm chí là có một cái công việc mà giúp cho tạo ra cái nguồn thu nhập rất là tuyệt vời. Đấy là tất cả ngày hôm nay là quyết định của mình đó anh chị. Anh chị quyết định rằng là nếu như mà vì một người nào đó và mình không hạnh phúc thì điều đó cũng tự cộng đồng với mình. Nhưng nếu như anh chị tin rằng cái kết quả ngày hôm nay như thế nào, nhưng một khi mình đã ra quyết định là mình xứng đáng hạnh phúc và bắt đầu mình viết xuống lại những cái điều mình mong muốn, thì cái cuộc đời của mình, những cái mạnh những cái ngày tháng tiếp theo thì chỉ có sự hạnh phúc, chỉ có những cái phúc lành, có những cái tuyệt vời mà mình xứng đáng nhận được mà thôi, thì cái điều đó cũng sẽ chính xác với chúng ta đúng không ạ? Yes, thì đó là về mối quan hệ anh chị. Và đó chính là cái bước số 4 được anh chị, việc về những cái điều mình mong muốn về họ. Và bắt đầu anh chị hãy hình dung với hình ảnh người khác đang chúc mừng cho hạnh phúc của anh chị.
Ví dụ như là anh chị hình dung với hình ảnh là bây giờ là có một người đúng họ đang chúc phúc, trời ơi tuyệt vời quá vượn, hay là giống như là chị Hà đúng không anh chị, Lan sẽ chúc phúc chị Hà vượn, hay là chị Hà tuyệt vời quá, vợ chồng chị Hà vượn hay là vô cùng hạnh phúc, vợ chồng chị đi du lịch đi hưởng tôn trăng mật siêu tuyệt vời, mặc dù là cái điều đó chưa xảy ra đúng ạ, nhưng mà anh chị phải hình dung tưởng tượng là có một người bạn là họ đã chúc phúc cho mình những cái điều đó rồi. Và điều này rất là vi diệu anh chị nhé. Có nghĩa là bắt đầu khi mà có những anh chị ấy là họ tới với Lan, là có nghĩa lúc đó gia đình của họ họ cũng chia sẻ với Lan đó là giống như là vợ chồng chưa kịp nổi anh chị và có những cái điều chưa hạnh phúc. Bắt đầu thì Lan cũng hướng dẫn cho anh chị. Và bắt đầu sau khi mà Lan hướng dẫn đó, là Lan cũng đặt hàng vũ trụ dâm cho họ luôn. Và Lan cũng ra quyết định luôn. Là ngay bây giờ này lúc này ví dụ như cái chị này mà Lan đọc tên họ ra là đang ăn mừng thành công với Lan. Nói rằng là sao? Trời ơi em ơi tuyệt vời quá. Vừa nãy là vợ chồng chị hạnh phúc lắm, vợ chồng chị rất là hòa hợp, rất là yêu thương luôn, chồng chị mới tặng cho chị cái này này. Bắt đầu là mình hình dung ra cái hình ảnh như vậy, mình rắc bùi phép màu cho họ bằng cách đó anh chị. Thì sau một thời gian là sao, trời ơi đồng ý chán luôn, là chị đó là ăn mừng với Lan ý chán luôn anh chị. Thì đó là cái phép màu đó anh chị, cái phép màu của tiềm thức. Cái bước số 5 anh chị, anh chị có thể là thực hành cái tấm gương nhiễm màu. Cái điều này rất là quan trọng này anh chị, thực hành tấm gương nhiễm màu. Đó chính là những điều mà mình muốn là chồng mình trở thành thì mình phải tập trung vào bên trong mình để mình điều chỉnh trước anh chị ạ. Chúng ta đã được thực hành 28 ngày lòng biết ơn rồi đúng không anh chị? Những điều mà mình mong muốn chồng trở thành thì mình phải tập trung vào bên trong mình để mình điều chỉnh mình trước. Nếu như mà anh chị nào xem những cái bộ phim của Đức Phật anh chị thì sao ạ? Có nghĩa là sao ạ? Đức Phật có một cái người anh họ đúng không anh chị? Và cái người anh họ này mặc dù Đức Phật rất là tuyệt vời, rất là yêu thương anh, nhưng mà không hiểu sao thì anh luôn nhìn Đức Phật bằng cái ánh mắt là ganh ghét và liên tục làm những cái hành động để mà có thể là hại Đức Phật. Nhưng mà sao ạ? Đức Phật rất là yêu thương anh này, mặc dù là làm những cái hành động không tốt với mình nhé, nhưng mà vẫn rất là yêu thương anh này. Tại vì sao? Tại vì bên trong họ nó không còn cái điều đó nữa. Và khi mà bên trong họ không còn cái điều đó thì bên ngoài cho dù người khác có làm điều đó họ cũng thấy được anh chị. Nên là ngày hôm nay đôi khi là vợ mình hoặc là chồng mình cũng có những cái điều không tốt đúng không anh chị, nhưng mà bắt đầu khi mà anh chị thực hành tấm gương nhiễm màu và anh chị thay đổi mình trước thì lúc này người chồng mình vẫn những cái lời nói như vậy, nhưng mà sao ạ? Đôi khi là anh chị lại có cái tình yêu về họ nhiều hơn. Tại vì lúc này mình thấu hiểu được. Mình thấu hiểu được tại vì sao họ nói những cái lời đó. Tại vì có thể là họ chưa có được học cái kiến thức này giống như mình. Và ở những cái môi trường ngoài kia là họ phải tiếp xúc những cái điều đó. Cho nên là họ tạo ra một cái tính cách, một cái thói quen như vậy. Và vì sao mà mình cảm thấy là thương họ nhiều hơn? Tại vì mình biết rằng khi mà họ nói ra những cái lời nói đó là theo luật hấp dẫn vô tình họ lại hút những cái điều chưa được tốt với họ. Nên là mình yêu thương khi mình thấu hiểu anh chị. Em bảo như anh chị cảm thấy là cái trí tuệ cực kỳ quan trọng ạ. Mình có cái sự hiểu biết, mình có cái trí tuệ cực kỳ quan trọng ạ. Khi mình thực hành được điều này anh chị, mình sẽ không còn nói cấu là ủa, họ như vậy, bây giờ trông tôi như vậy, làm sao mà tôi có thể là yêu thương được, hay làm sao mà tôi có thể là tập trung vào những điều tốt đẹp được. Thì chúng ta sẽ thực hành cái bước này đó anh chị. Và để mà anh chị có được cái tình yêu thương này, có được cái trí tuệ này thì chúng ta cũng rất là may mắn. Mình sẽ được học chuyên sâu trong cái nhóm rèn luyện tâm thân trí để chúng ta trở thành một cái người yêu thương có trí tuệ, yêu thương có hiểu biết. Tại vì tất cả mọi sự vật sự việc đều không có ý nghĩa ngoài trừ cái nghĩa mình gắn cho cái sự vật sự việc đó. Nay mình đã được học công chủ tịch Trần Huy rồi, đúng không anh chị? Dạ thì đó là cái bước số 4 ạ, bước số 5 này, đó là bước số 5 ạ. Bước số 6 anh chị, đó chính là mình hãy liên tục thực hành 28 ngày lòng biết ơn, nhiễm màu, và anh chị có thể đọc lời cầu nguyện. Liên tục thực hành 28 ngày lòng biết ơn, có nghĩa là bằng mỗi cách ấy, mỗi ngày anh chị hãy viết ra ít nhất là 10 điều biết ơn. Và mình hãy biến cái điều này trở thành thói quen, chứ không phải lúc nào câu lạc bộ có cái chương trình thực hành 28 ngày lòng biết ơn mình mới ứng dụng đúng không? Mình phải ứng dụng
để trở thành cái thói quen hàng ngày luôn. Và Lan cũng sẽ có một cái công thức, cái lời cầu nguyện giúp vợ chồng yêu thương hòa hợp á, thì Lan có thể là hướng dẫn cho anh chị. Để mà có thể vợ chồng mình yêu thương hòa hợp á, thì anh chị có thể ứng dụng cái công thức này anh chị. Mỗi buổi sáng khi thức dậy và mỗi tối trước khi đi ngủ á, anh chị hãy đưa mình về cái trạng thái thư giãn thả lỏng, và anh chị hãy lặng lẽ khẳng định những cái điều này. Đúng ạ. Tôi và chồng của tôi, anh chị có thể đọc tên người đó ra luôn, là những người chung thủy, yêu thương, trung thực, hòa hợp và đầy thiện ý, đầy lòng biết ơn. Chúng tôi đều là những mắt xích trí tuệ và tinh thần trong gia đình của mình. Tôi luôn thể hiện tình yêu thương, sự thuần hòa và mọi tình cảm tốt đẹp trong tư tưởng, lời nói và hành động của mình đến với chồng của tôi. Còn nếu như mà cả anh thì mình sẽ nói là của tôi đến với vợ. Tôi và chồng vốn đã được dựng nhất kỳ diệu trong mọi giây phút. Trí huệ vô lượng của tiềm thức tôi sẽ thực hiện mọi quyết định thông qua tôi trong mọi hoàn cảnh, cũng như trong mối quan hệ giữa chồng tôi chỉ có những hành xử đúng đắn mà thôi. Thanh minh và hòa hợp là những điều ngự trị cao nhất trong trí óc, trái tim của tôi và chồng. Từ bây giờ tôi sẽ luôn bước vào một ngày mới với đầy ắp niềm tin, yêu thương, hạnh phúc, quyết đoán và rất nhiều kỳ vọng. Cảm ơn, cảm ơn, cảm ơn. Dạ. Tại vì nếu như mà Lan đọc 1 phút là anh chị phải chết 8 phút đó. Cho nên là cái bài này á, thì anh chị yên tâm, ngày hôm nay Lan sẽ có 2 phần quà tặng cho anh chị đúng ạ. Một cái phần quà đó chính là cái lời cầu nguyện hòa hợp với mọi người. Một cái phần quà đó chính là lời cầu nguyện giúp vợ chồng yêu thương hòa hợp. Nên là anh chị nào mà được tham gia buổi Zoom ngày hôm nay ghi tên đồng cụ pháp, thì anh chị có thể là chụp lại đứng, xong rồi anh chị nhắn tin cho nhóm trưởng của mình, để mình có thể là nhận được phần quà này. Nhắn tin cho nhóm trưởng mình, nhưng phải nhắn tin cho Lan nha. Dạ. Rồi thì xíu nữa anh chị sẽ được tặng, nên là nhờ ứng dụng những cái công thức này anh chị, Lan đã có thể là từng bước có thể là hòa hợp được cái mối quan hệ giữa vợ chồng mình, giữa đối tác của mình, giữa khách hàng của mình. Và cái quan trọng nhất là đó chính là mình cần được thực hiện đều đặn mỗi ngày và có một cái môi trường để mà anh chị nuôi dưỡng, rèn luyện được tấm thân trí của mình. Và chỉ khi mà anh chị thật sự yêu thương chính mình á, thì anh chị mới có thể là yêu thương được người khác. Chỉ khi mà anh chị hòa hợp với được chính mình á, thì anh chị mới có thể hòa hợp và cho người khác được những cái thứ đó. Và bao nhiêu anh chị ở đây mình rất là yêu thương mình ạ. Có thể comment tôi đứng ạ. Yêu thương chân thành. Bao nhiêu anh chị cảm thấy rằng là bản thân của mình xứng đáng nhận được những cái giá trị tuyệt vời nhất trong cuộc đời này ạ. Comment thật lâu nha. Còn nếu như mà cảm thấy là mình chưa xứng đáng thì thôi. Chị có thể comment số 10 giúp lành được ạ. Bao nhiêu anh chị cảm thấy rằng là mình cực kỳ xứng đáng nhận những cái điều tuyệt vời, những cái phúc lành trên cuộc đời này ạ. Rất là tuyệt vời ạ. Bao nhiêu anh chị cảm thấy rằng mình xứng đáng có một cái trí tuệ, có một cái trái tim yêu thương, có được một cái lòng nhiệt huyết, có được một cái năng lượng đỉnh cao, có được một cái cơ thể xinh đẹp, trở thành một người phụ nữ độc lập, một người đàn ông độc lập, và anh chị xứng đáng có một cuộc sống thành công, hạnh phúc, trọn vẹn ạ. Có thể comment tôi giúp làm được ạ. Và bao nhiêu anh chị cho phép bản thân của mình được nhận những cái điều tuyệt vời nhất, anh chị cho phép mình khám phá cái sức mạnh phi thường bên trong của mình, giúp cho mình có thể là hiểu được và tin được bản thân của anh chị tuyệt vời như thế nào, anh chị có cái sức mạnh như thế nào, cho phép mình được làm cái quy trình vào lúc 10 giờ trong cái chủ nhật tuần này, để anh chị có thể là khai phá cái sức mạnh phi thường đó. Có thể là mấy chục năm qua anh chị đã để cho cái sức mạnh đó ngủ yên đúng không? Dạ. Và chúng ta vẫn hàng ngày phải rất là nỗ lực, phải rất là cố gắng cho những cái mục tiêu của mình. Và bây giờ đã tới lúc bao nhiêu anh chị muốn là mình phải một lần và mãi mãi mình phải sử dụng được cái sức mạnh tiềm thức đó của mình phải sử dụng hết được cái tiềm năng có sẵn bên trong mình để mình có thể tạo ra được những cái kết quả tuyệt vời nhất, cho không chỉ cho mình mà cho gia đình của mình, cho rất là nhiều người xung quanh mình ạ. Có phải là khi mà các doanh nhân
các chủ tịch Trần Huy và các doanh nhân trong câu lạc bộ đồng hành chị, khi mà họ ứng dụng được công thức này và họ đã giúp cho hàng nghìn người hạnh phúc, họ giúp cho hàng nghìn người thành công, thì nếu anh chị sẽ cảm thấy như thế nào nếu như mà anh chị cũng thành công như vậy? Có phải mình sẽ giúp cho rất là nhiều cuộc đời thay đổi không ạ? Bao nhiêu anh chị thích điều này ạ? Bao nhiêu anh chị mình đã rất là sẵn sàng để có mặt vào 10 giờ sáng mai để mà mình được làm quy trình khai phá sức mạnh phi thường bên trong mình cùng với doanh nhân vận diệm, anh chị có thể là comment tôi sẵn sàng được không ạ? Dạ rồi, rất là tuyệt vời. Và nếu như mà anh chị nào mình đang cực kỳ khao khát và mình theo định là đạt tới lúc mình cần phải thành công, thì anh chị có thể là nhắn tin cho nhóm trưởng của mình để có thể hỗ trợ giúp anh chị có mặt vào ngày mai để anh chị được làm quy trình đặc biệt này, đúng không ạ? Và như anh chị mình đã có mặt trong buổi ngày hôm nay thì mình có thể là nhắn tin lại cho nhóm trưởng của mình để mà nhận cái phần quà tặng của Lành trong ngày hôm nay nhé. Lành rất là biết ơn tất cả các anh chị đã đồng hành cùng Lành trong buổi ngày hôm nay, và chúng ta cũng hãy gửi lời biết ơn tới chủ tịch Trần Huy, doanh nhân Nguyễn Diệp, doanh nhân Trần Vy, doanh nhân Trần Phương, doanh nhân Võ An, doanh nhân Bích Thiều, doanh nhân Trình Thoa, doanh nhân chị Hà Thủy, doanh nhân Thanh Thủy, doanh nhân chị Đầu Thắng, doanh nhân chị Bùi Nhi, doanh nhân Dung Lê và rất là nhiều doanh nhân trong câu lạc bộ Chàng Trai Hảo Vang, đặc biệt là cái người nhóm trưởng của mình anh chị, cái người mà đã hỗ trợ giúp mình việc tại câu lạc bộ. Hãy gửi lời biết ơn tới họ vì đã giúp cho mình có một cái môi trường tuyệt vời này. Xin chào cả anh chị và hẹn gặp cả anh chị trên đỉnh Vinh Quang cùng câu lạc bộ Chàng Trai Hảo Vang ạ. Thank you, I love you. Lan xin chào ạ. Là một bông hoa, cảm ơn là lời yêu thương. Bạn ơi, xin nhớ nói câu cảm ơn. Cảm ơn. Là một bông hoa, cảm ơn là lời yêu thương. Bạn ơi, xin nhớ nói câu cảm ơn. Một khi nhận gì từ ai, dù mua hoặc là người cho, bạn ơi, xin nhớ nói câu cảm ơn, cảm ơn. Cảm ơn cờ am o n hé môi xinh nói lời cảm ơn, cảm ơn, cảm ơn, cảm ơn, cảm ơn. Cảm ơn là một bông hoa, cảm ơn là lời yêu thương. Bạn ơi, xin nhớ nói câu cảm ơn. Một khi nhận gì từ ai, dù mua hoặc là người cho, bạn ơi, xin nhớ nói câu cảm ơn, cảm ơn. Cờ a mờ o n hé môi xinh nói lời cảm ơn. Cờ a mờ o n cảm ơn, cảm ơn, cảm ơn, cảm ơn, cảm ơn. Cảm ơn là một bông hoa, cảm ơn là lời yêu thương. Bạn ơi, xin nhớ nói câu cảm ơn. Một khi nhận gì từ ai, dù mua hoặc là người cho, bạn ơi, xin nhớ nói câu cảm ơn.